Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 26. Tô Văn Kỳ vừa nói xong, Triệu Tinh Ngu liền nhanh chóng lắc đầu. Không phải, không phải, cô hiểu lầm rồi, không phải cô đền 300 triệu, mà là công ty đền cho cô 300 triệu. Tô Văn Kỳ sững sờ, ông nói cái gì? Triệu Tinh Ngu nhấn mạnh một lần nữa, vì sai sót của công ty chúng tôi đã vi phạm hợp đồng với cô, vì vậy công ty quyết định bồi thường cho cô 300 triệu. Chúng tôi chỉ có bấy nhiêu, mong cô đừng chê. Tô Văn Kỳ hơi sững ra, vừa rồi thái độ của Triệu Tinh Ngu không phải như thế này. Lúc trước khi đi ra ngoài, ông ta vẫn còn yêu cầu Tô Văn Kỳ phải bồi thường ít nhất 1 tỷ, rồi còn phải rời khỏi giới giải trí, hoặc là phải đền 8 tỷ. Kết quả bây giờ cô quay trở lại, Triệu Tinh Ngu lại đòi đền tiền cho cô ấy, thái độ hành xử như thế này thật khiến cho cô trở tay không kịp. Lão Triệu, ý ông là sao? Triệu Tinh Ngu cười nói, Văn Kỳ, cô che giấu cũng kỹ thật đấy, cô có mối quan hệ với cả Hắc Đạo Bạch Đạo như thế kia, đến cả Lôi Hồng và Đoàn Bảo Đông cũng quen biết, Chu Cách cũng nói thay cho cô, thậm chí cả Mã Lương Điền cũng là đàn em của cô, quan hệ như thế thì cô lại giả vờ đáng thương làm gì chứ? Chị Tô, coi như tôi cầu xin cô, 300 triệu là toàn bộ rồi, cô lấy tiền rồi giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi nhé. Tô Văn Kỳ cau mày. Nhưng vẫn không hiểu Triệu Tinh Ngu đang nói gì. Cái gì mà Chu Cách Mã Lương Điền? Ông nói cái gì vậy? Triệu Tinh Ngu nghĩ rằng Tô Văn Kỳ đang giả vờ, đành mỉm cười bất lực. Được rồi, mọi người cũng từng là đồng nghiệp của nhau, cho nên cũng đừng dùng những hợp đồng giả dối đó nữa. Bây giờ tôi sẽ bảo phòng kế toán chuyển thẳng vào tài khoản cho cô 300 triệu. Nói xong, Triệu Tinh Ngu trực tiếp gọi điện cho phòng kế toán để chuyển tiền. 300 triệu được chuyển trực tiếp ngay trước mặt mọi người. Tô Văn Kỳ đã lấy được tiền, nhưng lại cảm thấy khá buồn cười, không hiểu tại sao lại xảy ra sự thay đổi ngoạn mục như vậy. Lão Triệu, rốt cuộc là các người bị cái gì dọa cho sợ vậy? Lão Triệu cũng là một người trên thương trường, trải qua không ít sóng gió, lại còn là ông chủ của công ty giải trí, thân phận không hề tầm thường chút nào, tại sao có thể hoảng sợ đến mức này? Triệu Tinh Ngu cong môi. Sau đó nói với Tô Văn Kỳ. Cô đừng có giả vờ nữa, lúc trước cô nói bạn trai cô lợi hại, tôi còn tưởng cô chỉ đơn giản là sao tác mà thôi, không ngờ cậu ấy thật sự lại là một nhân vật lớn. Hai, chúc mừng Văn Kỳ nhé, cô phát đạt rồi đó, có cơ hội thì dìu dắt tôi nhé. Tô Văn Kỳ chau mày, bạn trai, chẳng lẽ là, Tần Lâm sao? Vấn đề của Tô Văn Kỳ đã được giải quyết êm đẹp. Có chống lưng như Mã Lương Điền với Chu Cách thì sau này Triệu Tinh Ngu cũng sẽ không dám làm gì khinh suất nữa, bây giờ ông ta chỉ hy vọng Tô Văn Kỳ sẽ không trả thù mình mà thôi. Vốn dĩ Tô Văn Kỳ muốn cảm ơn Tần Lâm, rồi hai người cùng nhau dùng bữa hay gì đó, nhưng bởi vì Tô Văn Kỳ vừa mới chấm dứt hợp đồng, cộng thêm sự giới thiệu của Chu Cách và Mã Lương Điền, vô số công ty đại diện đã tìm đến Tô Văn Kỳ muốn ký hợp đồng. Đây là thiên hậu đó, là đại diện cho Lưu Lượng. Ai lại không muốn ký với Tô Văn Kỳ chứ? Sau đó, trên Facebook đã xuất hiện một tin tức mới về Tô Văn Kỳ. Video viện trưởng Vương Lợi Dân của Bệnh viện Lợi Dân đã quỳ xuống trước Tô Văn Kỳ để xin lỗi. Sau khi nhấp vào, đó là một ông già mặc áo blue trắng, sắc mặt tái nhợt, đứng trước máy quay và nói. Tôi là Vương Lợi Dân, viện trưởng của Bệnh viện Lợi Dân, trước hết tôi muốn xin lỗi khán giả, muốn xin lỗi cô Tô Văn Kỳ. Tháng trước, tôi đã nhận được khoản tiền 5 triệu từ chủ tịch công ty giải trí Tinh Ngu, Triệu Tinh Ngu yêu cầu tôi làm giả mạo bằng chứng về việc cô Tô Văn Kỳ phẫu thuật thẩm mỹ, đây là ảnh chụp mà hình việc chuyển khoản. Nói xong, Vương Lợi Dân liền lấy điện thoại ra hướng về phía máy quay, bên trên rõ ràng là lịch sử chuyển tiền. Những bằng chứng này đều là bằng chứng tôi làm giả việc cô Tô Văn Kỳ phẫu thuật thẩm mỹ. Vương Lợi Dân cũng lấy ra một số báo cáo trong phòng thí nghiệm, cũng như là ghi âm giao việc cho các bác sĩ dưới trướng của mình. Vừa dứt lời, Vương Lợi Dân ngay lập tức quỳ xuống đất và nói. Tôi xin lỗi cô Tô Văn Kỳ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ từ chức viện trưởng. Video kết thúc tại đây. Tô Văn Kỳ thật sự cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Vương Lợi Dân lại quỳ xuống xin lỗi cô, ông ta đường đường là viện trưởng kia mà. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn chuyện này là do Tần Lâm làm. Tuy Vương Lợi Dân rất có quyền lực, nhưng ông ta cũng chỉ là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân mà thôi, Tần Lâm lại là Tần Đại Sư danh tiếng lẫy lừng, trong giới y học thì anh giống hệt như Thái Sơn Bắc Đẩu sao vậy? Sao Thái Sơn Bắc Đẩu, vị trí hàng đầu,
trung tâm, cao nhất, có tầm ảnh hưởng. Nếu như Tần Lâm muốn xử lý Vương Lợi Dân thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Văn Kỳ đột nhiên cảm thấy, được nuông chiều như vậy cũng tốt đấy chứ. Tần Lâm không nói gì, nhưng lại giúp cô giải quyết mọi chuyện. Đây chính là cảm giác khi có bạn trai ư. Mối quan hệ với Tần Lâm có phải là, nên tiến thêm một bước nữa không? Tại bệnh viện Lợi Dân, sau khi ghi hình đoạn video, sắc mặt Vương Lợi Dân vô cùng khó coi, sau đó mặt trao mày ủ nhìn về phía Tần Lâm. Tần Đại Sư, tôi có thể đứng lên được chưa? Tần Lâm gật đầu, tay chân của Vương Lợi Dân này cũng già nua cả rồi, còn bị Tần Lâm giày vò như vậy, cũng coi như là chịu phối hợp, nếu không thì sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị đánh. Bệnh viện Lợi Dân vốn không tồi, bình thường cũng hay có các hoạt động từ thiện và tài trợ, nhưng Vương Lợi Dân chỉ là một ông già bị người khác nhất thời mê hoặc mà thôi. Sau khi xử lý xong Vương Lợi Dân, Tần Lâm định chuẩn bị rời đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Vương Đông Tuyết. Lúc này, Vương Đông Tuyết đang đẩy giường bệnh vội vàng chạy tới, thậm chí còn không nhìn thấy Tần Lâm, trên giường bệnh là một người lớn tuổi, đó chính là bố của Vương Đông Tuyết. Tần Lâm nhanh chóng đến giúp. Đông Tuyết, có chuyện gì thế? Vương Đông Tuyết nhìn lên, thấy Tần Lâm bèn vội vàng nói. Anh Tần, bố em bị thương ở chân rồi. Tần Lâm vội vàng vén chăn lên xem, quả nhiên bị thương, sau khi kiểm tra cẩn thận mới biết đó chỉ là gãy xương bình thường. Đừng lo lắng, gãy xương mà thôi, không có gì đáng ngại. Chuyện nhỏ như gãy xương cũng có thể để bệnh viện xử lý, cũng không khác mấy với kết quả điều trị của Tần Lâm. Anh chỉ giúp kê một ít thuốc để sau này mau khỏi là được. Chú Vương bị sao vậy? Vương Đông Tuyết vô cùng vội vàng, không có thời gian để nói với Tần Lâm, sau khi đẩy bố mình vào phòng cấp cứu khoa ngoại, sau đó mới quay sang giải thích với anh. Nhà của gia đình em bị phá dỡ và rời đi nơi khác, nhưng tiền đền bù lại quá ít, người dân không đồng ý nhưng chủ đầu tư vẫn phá dỡ tất cả, sau đó có một thanh xà từ trên mái nhà rơi xuống chân bố. Tần Lâm chau mày, nhà đầu tư nào? Vương Đông Tuyết nói, là bất động sản Trung Thịnh, một công ty bất động sản nhỏ mà thôi, chuyên di rời nhà cửa. Tần Lâm gật đầu. Được, anh biết rồi, để anh đi thương lượng với bọn họ. Nói xong, Tần Lâm gọi điện cho Mạnh Văn Cương, biết được vị trí của bất động sản Trung Thịnh, liền lập tức dẫn vài người đi đến đó. Trên đường đi, Long Ích Huy chở theo Tần Lâm và hai tên đàn em. Cậu Tần. Tôi biết công ty bất động sản Trung Thịnh, ông chủ của bọn họ tên Tôn Trung Thắng, lúc trước là một quản đốc nhỏ, mấy tên còn con đấy mà. Tần Lâm gật đầu, cho dù là nhân vật gì thì anh cũng sẽ đi đòi công lý. Hơn nữa, Tần Lâm còn có một đặc điểm, anh không hề thích việc ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu đối phương quá yếu thì phương pháp giải quyết của anh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, dù sao anh cũng không thích bắt nạt. Vậy nên... Tần Lâm thật sự hy vọng đối thủ của mình hung hăng mạnh mẽ hơn một chút, để anh có thể ra tay một cách thoải mái. Trên đường đi, Tần Lâm biết được một số tin tức từ Long Ích Huy. Bất động sản Trung Thịnh này là một bất động sản nhỏ, hoạt động kinh doanh bình thường của nó là tái định cư nhà cửa, hơn nữa, mỗi lần đấu thầu bọn họ đều trúng thầu với mức giá thấp nhất. Nếu chỉ nhìn vào giá cả, thậm chí sẽ lo lắng bọn họ có thể thu lại được vốn hay không, dù sao cũng rẻ như vậy. Có thể lời được bao nhiêu chứ? Nhưng trên thực tế, bất động sản Trung Thịnh vẫn có thể kiếm được lợi nhuận, nhà bọn họ xây cũng không phải loại công trình kém chất lượng gì, nhưng chất lượng cũng chỉ bình thường mà thôi. Tất cả các nguyên vật liệu đều được làm theo tiêu chuẩn cấp thấp nhất của quốc gia, có thể nói căn nhà chỉ vừa đủ tiêu chuẩn để không bị phạt. Một công ty bất động sản nhỏ như vậy đã nhận thầu để phá dỡ nhà của Vương Đông Tuyết. Mặc dù bây giờ Vương Đông Tuyết đã trở thành một streamer nổi tiếng, nhưng nhà thì cũng không thể nào tùy tiện mua được, đương nhiên một căn nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Ban đầu Vương Đông Tuyết đã đồng ý với việc tái định cư, kết quả là ngôi nhà đã bị lộ trên các mặt báo về vấn đề chất lượng, tất cả những người dân trong thôn Liên Hoa đều không chấp nhận chuyện đó, nên nhất quyết yêu cầu bất động sản Trung Thịnh phải đền bù. Bất động sản Trung Thịnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Biết rằng những người dân đen này cần tiền nên đã đưa cho bọn họ 3.000 tệ mỗi mét vuông. Hầu hết mọi người đều không hài lòng với mức giá này, bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì có căn nhà nào còn giá đó chứ? Nếu như cầm số tiền này, thì người dân ở chỗ Vương Đông Tuyết sẽ không có chỗ ở, 3.000 một mét vuông, đương nhiên không thể mua được gì ở ngoại ô Đông Hải. Sau đó,
bất động sản Trung Thịnh đã lợi dụng lúc đêm đến để trực tiếp phá dỡ, người dân cũng đã bao vây xe ủi đất lại, nhưng chủ đầu tư vẫn cứ phá dỡ căn nhà. Cuối cùng đã làm bố Vương Đông Tuyết bị thương, sau đó bọn họ đã báo cảnh sát, rồi mọi người giải tán trong sự bất hòa. Chuyện như thế này cũng không có gì lạ, hầu như năm nào cũng xảy ra ở khắp nơi. Ngay khi đến bất động sản Trung Thịnh, tất cả các nhân viên bảo vệ ở cửa đều đang nghiêng đầu, bọn họ đang ngủ giữa ban ngày. Công ty này cũng chẳng phải công ty bất động sản đàng hoàng gì cho cam, vậy nên nhân viên mới quen với tác phong như vậy. Tần Lâm ngay lập tức tiến vào tòa nhà văn phòng, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất, trước cửa phòng tổng giám đốc, bỗng nghe thấy âm thanh lí nhí của phụ nữ từ bên trong, chắc là đang làm gì đó không muốn người khác biết trong văn phòng. Long Ích Huy cau mày, nhìn Tần Lâm rồi nói. Cậu Tần, chúng ta phải làm sao? Tần Lâm lạnh lùng nói, đá cửa. Vâng. Long Ích Huy không hề quan tâm, liền theo lệnh của cậu Tần bước lên phía trước, đạp tung cánh cửa văn phòng đang khóa. Cửa phòng bật tung ra, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng kích thích. Một nam một nữ đang ngồi trên ghế trong văn phòng, đang làm chuyện không muốn người khác biết. Ai, các người là ai? Tôn Trung Thắng sợ hãi, vội vàng lấy quần áo che cơ thể mình lại, người phụ nữ cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó mặc quần áo vào, sắc mặt đỏ bừng đứng bên cạnh. Tần Lâm không có hứng thú nhìn bọn họ, ngay lập tức đi tới bên cửa sổ, sau đó cầm một điếu thuốc lên, châm lửa rồi nói. Ông có phải là Tôn Trung Thắng không? Tôn Trung Thắng cau mày, nháy mắt với nữ thư ký, ngay lập tức cô ta quần áo xộc xệch đi ra ngoài. Tôn Trung Thắng mặc lại quần và áo sơ mi, sau đó sắc mặt trở lại vẻ điềm tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu là ai? Tần Lâm nói, tái định cư thôn Liên Hoa là dự án của ông đúng không? Tôn Trung Thắng hơi sững ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ giễu cợt. Còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra lại là việc tái định cư. Mỗi ngày đều có người tìm đến đây vì chuyện này, nhưng cứ nghĩ mà xem, để có thể bàn về chuyện tái định cư thì cần phải có nhân vật lớn cỡ nào chứ? Bọn họ chỉ là phận dân đen mà thôi, thậm chí những người nông dân và công nhân ở nông thôn gộp lại thì có thể tạo ra được bao nhiêu sóng gió đây. Lý do Tôn Trung Thắng bước vào ngành này chủ yếu là vì ông ta am hiểu thị trường và có rất nhiều đàn em dưới trướng. Thậm chí nếu có người dân đến gây chuyện thì ông ta cũng sẽ xử lý được. Hơn nữa, chỉ cần bỏ một ít tiền là có thể giải quyết được việc người dân đến gây rối. Cuối cùng, Tôn Trung Thắng đã kiếm được một khoản lớn, những thứ như tái định cư có thể tiết kiệm được tiền vật tư. Hơn nữa, đến lúc kiểm tra lại tiếp tục ăn bớt ăn xén để kiếm tiền, vậy nên bất động sản Trung Thịnh vô cùng lợi hại về mặt này. Nghe Tần Lâm nói xong, Tôn Trung Thắng lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó bắt chéo chân, châm một điếu thuốc rồi lạnh lùng nói. Thằng nhóc con, đến chỗ tôi giả vờ làm đại ca à? Lúc tôi đang làm bất động sản thì cậu vẫn còn là một thằng nhóc chưa mọc tóc đó, có chuyện gì nói mau, còn không có gì thì cút đi. Tần Lâm cau mày, nếu như ông ta nói nhẹ nhàng thì Tần Lâm còn có thể tha cho. Kết quả tên Tôn Trung Thắng này lại nói khó nghe như vậy, đương nhiên Tần Lâm cũng không cần phải nể ông ta. Long Ích Huy đứng bên cạnh. Cao mày nói, cậu Tần. Tần Lâm thổi ra một vòng khói, sau đó nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ rồi nói. Cứ đánh trước đi, đánh xong rồi thương lượng. Vâng. Long Ích Huy và những người khác ngay lập tức khóa cửa lại, sau đó tiến lên phía trước. Tôn Trung Thắng bỗng sợ hãi, làm gì thế, các người muốn làm gì, đang giữa thanh thiên bạch nhật đó. Bảo vệ đâu? Thật đáng tiếc. Tôn Trung Thắng chỉ hét lên vài câu liền không thể mở miệng được nữa. Sau 10 phút vang lên những tiếng, bốp bốp chát, Tôn Trung Thắng nằm dài trên mặt đất với những vết thương trên người, mặt mũi sưng tấy và bầm tím, tay chân đều không cử động được, toàn thân dường như không còn chút sức lực nào. Tần Lâm quay người lại, cũng vừa mới hút xong điếu thuốc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh khi nhìn bộ dạng thê thảm của Tôn Trung Thắng. Sao nào, bây giờ có thể thương lượng được chưa? Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lâm, cả người Tôn Trung Thắng liền run lên bần bật, hệt như thấy quỷ vậy. Có thể, cậu muốn bàn chuyện gì? Tần Lâm nói, nghe nói chất lượng việc tái định cư ở thôn Liên Hoa, các người làm rất tệ, cho nên người dân không chịu nhận, đúng chứ? Tôn Trung Thắng nói, tôi đã đồng ý đưa tiền rồi, không muốn có nhà thì vẫn được tiền mà. Tần Lâm cười khẩy, đưa tiền, 3.000 một mét vuông ư.
Cái giá này được đấy, tôi đưa ông 3.000 tệ một mét vuông, ông bán cho tôi đi. Chuyện này, sắc mặt Tôn Trung Thắng có hơi khó coi, đương nhiên sẽ không thể nào có giá đó, nhưng đây lại là tòa nhà thương mại, ít nhất cũng phải 20-30.000. Vậy, cậu nói phải làm sao? Tôn Trung Thắng cũng biết lần này ông ta gặp xui rồi, Tần Lâm chủ yếu đến đây chỉ để xử lý ông ta, cho nên không nhẹ nhàng không được, mấy người này ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, suýt chút nữa đã đánh chết ông ta. Tần Lâm nói, có hai phương án, một là tiền, hai là nhà, ông chọn một trong hai đi. Lần này Tôn Trung Thắng thật sự đã chọc giận Tần Lâm. Được, lừa tôi đúng không? Nếu đã như vậy thì đừng trách tại sao tôi không nương tay. Lần trước Tần Lâm đã đi đến bất động sản Trung Thịnh, thật sự là đã nể mặt Tôn Trung Thắng lắm rồi, dù sao bọn họ cũng chỉ là một chủ sở hữu bất động sản nhỏ mà thôi, có thể sống sót ở xã hội này cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên Tần Lâm cũng không quá làm khó bọn họ. Nhưng không ngờ Tôn Trung Thắng lại dám lừa anh như vậy, khiến Tần Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ta coi anh là thằng ngốc đúng không? Tần Lâm ngay lập tức gọi điện thoại cho Hà Niệm Anh. Tiểu sư huynh, Hà Niệm Anh đây, sư huynh cần gì? Chuẩn bị một đội phá rỡ cho tôi, ngoài ra còn chuẩn bị cho tôi 10 máy xúc loại và máy khoan công suất lớn đến trước cổng bất động sản Trung Thịnh. Được, 10 phút sẽ có ngay. Dù gì Hà Niệm Anh cũng kinh doanh bất động sản, cho nên chuẩn bị mấy thứ này cũng không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã đến trước cửa bất động sản Trung Thịnh. Những chiếc máy xúc và máy khoan chuyên dụng đều đã sẵn sàng. Hà Niệm Anh cũng đích thân đến tận nơi, sau khi nhìn thấy bảng hiệu của bất động sản Trung Thịnh, bà lộ ra vẻ giễu cợt. Tên Tôn Trung Thắng này chính là một con sâu trong ngành của chúng tôi, lần này ông ta đã đắc tội với tiểu sư huynh, coi như xui xẻo rồi. Nếu không phải đã đắc tội với tiểu sư huynh thì còn có thể sống hấp hối được, nhưng hiện tại lại dám đắc tội như thế, e rằng hôm nay ông ta sẽ khó mà sống sót quay về. Tần Lâm đến trước cửa bất động sản Trung Thịnh, lúc này bảo vệ ở cổng vẫn còn đang ngủ. Sau đó, Tần Lâm bước tới vỗ vào vai bảo vệ. Bảo vệ lập tức tỉnh dậy, liền đứng lên chào Tần Lâm. Chào anh. Tần Lâm nói, đi thông báo cho mọi người của công ty anh, bảo họ tan làm được rồi, lát nữa công ty sẽ bị phá rỡ. Nhân viên bảo vệ nghe xong liền sững sờ, sau đó còn hét lên một tiếng, vâng. Giây tiếp theo. Anh ta nói to vào bộ đàm. Mọi người nghe lệnh, tất cả đi ra khỏi chỗ làm ngay lập tức, tòa nhà sắp bị dỡ rồi. Sau khi nói xong, anh ta mới định thần trở lại, mẹ kiếp, thằng nhóc này là ai, anh ta nói dỡ là dỡ sao? Rõ ràng công ty của bọn họ làm về tái định cư, anh lại muốn phá dỡ tòa bất động sản Trung Thịnh của bọn họ. Đùa kiểu gì thế? Các đồng nghiệp khác cũng không nói nên lời. Tiểu Trương, la hét cái gì vậy? Lãnh đạo mà nghe thấy thì cậu sẽ xong đời đó. Đúng vậy, lại còn có người đến phá dỡ công ty của chúng ta ư, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Trò đùa của cậu nói vào ngày cá tháng tư cũng chẳng có ai thèm tin, còn phá dỡ nữa ư, ha ha. Mấy nhân viên văn phòng chẳng ai quan tâm đến chuyện này, khiến cho bảo vệ Tiểu Trương cũng có chút xấu hổ, anh ta cũng muốn gọi Tần Lâm lại, nhưng anh đã vào thang máy đi lên lầu. Lúc Tần Lâm đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, lại nghe thấy âm thanh mây mưa đó, anh chợt cau mày, đương nhiên lần này anh cũng chẳng thèm để tâm, ngay lập tức đạp cửa ra. Rầm, một tiếng, cửa văn phòng tổng giám đốc bị bật tung ra. Giống như lần trước, cửa văn phòng mới được sửa lại bị bay ra và đập vào bàn trong phòng làm việc, khiến cho hai người Tôn Trung Thắng và nữ thư ký đang hành sự bỗng giật nảy mình. Tôn Trung Thắng bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Cảm giác sợ hãi đến co rúm lại. Mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không? Đây đã là lần thứ hai nên Tôn Trung Thắng cảm thấy vô cùng tức giận, lần này ông ta bày ra vẻ mặt âm u, sợ rằng sau này sẽ không đụng được vào phụ nữ nữa. Ông ta mặc quần áo lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Trong lòng Tôn Trung Thắng như muốn tức điên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hôm nay đến một mình ư? Tôn Trung Thắng đã rút kinh nghiệm cho lần trước rồi. Ông ta đã tăng cường nhân lực, đối diện phòng làm việc còn có cả bảo vệ, chỉ cần huýt một tiếng thì bọn họ sẽ xông đến ngay lập tức. Lần này Tần Lâm lại đi một mình, vậy thì chẳng có vấn đề gì nữa. Cậu lại đến rồi à? Chẳng phải tôi đã giải quyết cho cậu rồi sao, cậu còn đến đây làm gì? Tần Lâm lạnh lùng nhìn ông ta rồi nói. Giải quyết rồi sao, ông cũng giỏi lừa gạt thật đấy.
ông lấy một tòa nhà nát để đưa cho người dân của thôn Liên Hoa đúng không? Tôn Trung Thắng hừ lạnh một tiếng, cậu nói gì vậy, cái gì mà nhà nát chứ? Cậu có biết giá nhà ở hồ chứa nước Bát Nhất đắt như thế nào sao? Ở vị trí tốt như thế, đương nhiên chất lượng cũng sẽ không tệ, nếu không thì sao tôi lại đền cho bọn họ được chứ? Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, ý là ông thừa sức biết căn nhà đó có vấn đề sao, sau đó còn lấy nó đền cho dân làng. Tôn Trung Thắng đã kéo xong quần lên, sau đó đi tới bên cửa sổ rồi châm một điếu thuốc, dù sao hôm nay cũng chỉ có một mình Tần Lâm mà thôi, ông ta cũng không có gì để sợ, bèn cười khẩy. Đúng vậy, bọn họ chỉ là dân đen, có nhà để ở là tốt lắm rồi, nếu như bọn họ không vừa ý thì có thể phá dỡ nó đi. Tần Lâm thở dài, đúng là có những người không thể nào mềm lòng được mà, phải răn đe một lần để ông ta biết đau là như thế nào. Tôi không vừa ý tòa nhà thương mại này của ông đấy. Tôn Trung Thắng sững ra một lúc, sau đó cười chế nhạo, không vừa mắt sao. Vậy cậu cứ việc phá dỡ đi. Ha 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 ha. Tần Lâm cười khẩy, được, nếu ông đã có yêu cầu thì tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Bắt đầu phá dỡ đi. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có một người đội trưởng đội phá dỡ mang mũ đỏ bước vào, sau đó quay đầu ra hiệu. Tiếp theo, rầm ầm ầm. Tiếng máy xúc và máy khoan ầm ầm vang lên. Tôn Trung Thắng bỗng sững ra, nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đột nhiên đồng tử ông ta co rút lại. Mẹ kiếp, quả thực là đội phá dỡ. Hơn nữa còn lại một đội phá dỡ chuyên nghiệp. Đội phá dỡ của bất động sản Trung Thịnh chỉ có những chiếc máy ủi và máy khoan bình thường mà thôi, dùng để phá dỡ mấy căn nhà nhỏ ở nông thôn. Nhưng đội phá dỡ mà Tần Lâm gọi đến chính là đội phá dỡ các tòa nhà thương mại, bọn họ có những chiếc máy xúc và khoan có công suất cực kỳ cao. Cho nên việc phá dỡ tòa nhà thương mại nhỏ này của bọn họ cũng không thành vấn đề. Tôn Trung Thắng hét lớn qua cửa sổ, làm gì thế? Ai cho các người vào đây, các người muốn làm gì? Tôn Trung Thắng hét lên mấy câu, nhưng chẳng có ai trả lời ông ta, sau đó hai chiếc máy ủi lớn liền đâm thẳng vào hai cây trụ ở trước cửa. Rầm ầm ầm, cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển, Tôn Trung Thắng như chết lặng, không ngờ rằng máy ủi lại dám đâm vào đây. Dừng tay, mau dừng tay. Bảo vệ ở dưới lầu cũng bị dọa một phen, không ngờ tòa nhà lại bị dỡ bỏ, những gì người thanh niên kia nói là thật sao? Toàn bộ nhân viên chạy ra ngoài, cũng không cần đến đồ dùng ở trong nữa, sợ ở bên trong cũng sẽ bị phá. Trong nháy mắt, hai chiếc máy ủi tiến lên phía trước, tiếp theo đó là máy khoan và máy xúc. Ầm ầm ầm, cả tòa nhà đang bắt đầu rung chuyển. Tôn Trung Thắng nhìn ngây ngốc, chỉ tay xuống đám người phía dưới rồi la mắng. Các người làm cái gì đấy? Dừng tay lại cho tôi. Bảo vệ, bảo vệ. Tôn Trung Thắng quay đầu lại gọi hai câu bảo vệ, nhưng bảo vệ đã xuống dưới từ bao giờ. Mấy tên bảo vệ muốn ra tay, nhưng người của đội phá dỡ cũng không ít, hơn nữa còn dùng cả máy xúc và búa lớn, căn bản bọn họ cũng không dám ra tay. Chỉ có thể đứng nhìn người ta đập phá. Tôn Trung Thắng đứng trên tầng 5 của tòa nhà, nhìn những người bên dưới đang đập phá, tức đến nỗi hai con mắt muốn tóe ra lửa. Khốn nạn, họ Tần kia, cậu dám phá tòa nhà của tôi. Tần Lâm cười lạnh, ông xem tôi có dám không? Cậu! Tôn Trung Thắng trợn trừng mắt, chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Cậu phá tòa nhà của tôi thì cậu cũng phải chết ở đây. Tôn Trung Thắng thấy Tần Lâm không chạy nên nghĩ rằng Tần Lâm sẽ không phá hủy tòa nhà. Chẳng lẽ anh lại tự chôn mình ở đây hay sao? Toàn bộ nhân viên ở tòa nhà này đều chạy ra ngoài rồi, trong tòa nhà chỉ còn lại hai người là Tần Lâm và Tôn Trung Thắng. Nếu tiếp tục phá thì hai người sẽ bị chôn vùi trong đây mất. Tôn Trung Thắng không tin Tần Lâm dám để cho đám người kia tiếp tục phá dỡ, nếu như vậy thì chẳng phải anh cũng bị chôn ở đây hay sao? Tần Lâm bình thản cười một cái, ông nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không chết cùng ông đâu. Nói xong, Tần Lâm đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài. Nhảy từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất. Tôn Trung Thắng ngây người, tên Tần Lâm này muốn chết sao? Đây là tầng 5 đó. Người bình thường nhảy từ tầng 5 xuống không chết cũng bị thương nặng, tên Tần Lâm này lại dám nhảy từ cửa sổ ra ngoài, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Vậy mà ngay sau đó, Tôn Trung Thắng lại nhìn thấy Tần Lâm đứng hiên ngang dưới mặt đất. Nhảy từ tầng 5 xuống đất vẫn đứng hiên ngang, đơn giản giống như bước xuống bậc thang vậy.
Tòa nhà bắt đầu rung lắc ầm ầm, Tôn Trung Thắng vội vàng trốn dưới gầm bàn, ôm lấy đầu, bây giờ ông ta muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Uỳnh! Cùng với một tiếng động vô cùng lớn, cả tòa nhà 5 tầng sụp đổ rầm rầm. Mọi người xung quanh đều hoang mang, sao tòa nhà Trung Thịnh lại bị phá dỡ? Mới xây được gần 2 năm mà. Bất động sản Trung Thịnh xây nhà không được tốt lắm, nhưng xây cho bản thân mình thì lại vô cùng chất lượng, chắc phải sử dụng được rất nhiều năm, không ngờ lại bị phá dỡ như vậy. Tần Lâm bước vào đống đổ nát, lôi Tôn Trung Thắng trong đống hỗn độn xi măng cốt thép ra. May mà có cái bàn bảo vệ, Tôn Trung Thắng chỉ bị thương ngoài da, trên cơ thể có rất nhiều vết xước rơm rớm máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí xương cốt cũng chẳng bị làm sao. Tần Lâm cười lạnh, ông già này mạng lớn thật đấy. Tôn Trung Thắng đi ra từ đống đổ nát, giống như vừa bước qua quỷ môn quan. Nhìn thấy đống đổ nát, công ty của ông ta bị san phẳng, hai chân Tôn Trung Thắng run rẩy, lập tức quỳ xuống đất, bắt đầu quỳ lạy Tần Lâm. Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, xin cậu tha cho tôi lần này, xin cậu tha mạng cho tôi. Khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ, ông ta thực sự cảm nhận được cái chết. Cảm giác kinh khủng đó thực sự không thể diễn tả thành lời, so với sinh mạng thì mấy thứ đồ này là cái thá gì chứ? Tần Lâm lạnh lùng nói, bây giờ biết sai rồi, tôi cho ông một cơ hội, sắp xếp chỗ ở cho người dân thôn Liên Hoa. Được được, cậu yên tâm, tôi đi sắp xếp ngay đây. Nói xong, Tôn Trung Thắng cầm điện thoại lên gọi cho bạn. Alo, Tổng Giám đốc Phùng, giữ lại cho tôi một loạt căn hộ cao cấp ở hồ chứa nước Bát Nhất. Lập tức bắt đầu phiên giao dịch tài sản của bất động sản Lâm Khoa, tôi muốn làm khu tái định cư cho người dân thôn Liên Hoa. Tôi không điên, cứ làm theo lời tôi nói. Tôn Trung Thắng nói, đã sắp xếp xong rồi, đây chắc chắn là căn hộ cao cấp, cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ nhầm lẫn nào nữa. Tôn Trung Thắng vẫn quỳ dưới đất, đột nhiên một người phụ nữ bước đến từ đằng sau, đứng bên cạnh Tần Lâm, lạnh lùng nói. Trong ngành bất động sản của chúng tôi có loại cặn bã như ông đúng là gia môn bất hạnh. Nhìn thấy người phụ nữ này, Tôn Trung Thắng đột nhiên biến sắc. Chủ tịch Hà. Không ngờ trong hoàn cảnh này lại có thể gặp được Hà Niệm Anh. Chủ tịch Hà, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám làm việc như thế này nữa. Hà Niệm Anh là ai chứ? Một câu nói của bà ấy là đủ phong sát ông ta rồi. Người có thể khiến ông ta cút khỏi ngành này ngoài Hà Niệm Anh ra thì chẳng còn ai khác. Tôn Trung Thắng cúi đầu, không dám có bất cứ suy nghĩ không chính đáng nào nữa. Chưa đến một ngày, tất cả người dân của thôn Liên Hoa đều được sắp xếp một khu căn hộ cao cấp ở bên cạnh hồ chứa nước Bát Nhất, vô cùng rộng rãi, nội thất bên trong cũng rất cao cấp, đẳng cấp cao hơn gấp mấy lần khu tái định cư lúc trước nữa. Ít nhất cũng phải 30.000 một mét vuông. Vẻ mặt bố Vương Đông Tuyết đắc ý, các người kêu ca nữa đi, không phải nói con rể tôi làm không được sao. Các người đừng ở nữa, về lại khu tái định cư của các người đi. Mấy người trong thôn vội vàng bước lên xin lỗi. Lão Vương à, ông không thể làm vậy được, lúc trước không phải là chúng tôi tức giận quá sao, lỡ miệng một tí, xin ông đừng trách. Đúng đó, ai mà chẳng ngưỡng một có một cậu con rể tốt như ông. Con rể của tôi được bằng một nửa của Tiểu Tần là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Đông Tuyết nhà ông đúng là có phúc thật đấy, có thể tìm được một người chồng tốt như vậy. Mọi người chuyển chủ đề nói chuyện, tất cả đều khen ngợi Tần Lâm hết lời, dù gì thì nhờ có Tần Lâm, bọn họ mới được ở ngôi nhà tốt như vậy, nếu không bọn họ chỉ có thể ở khu tái định cư kia thôi. Trưởng thôn vui mừng, mời tất cả mọi người vào quán ăn làm một bữa, mọi người đến đông đủ, không khí vô cùng ấm áp hòa thuận. Mọi người đều rất vui vì được chuyển đến nơi ở tốt để sinh sống. Vương Đông Tuyết ngồi cạnh một cô gái, nhìn có vẻ nhỏ hơn cô ấy 2-3 tuổi, quan hệ rất thân thiết. Chị Đông Tuyết, đây là anh rể sao? Vương Đông Tuyết đỏ mặt, gật đầu, giới thiệu đơn giản vài câu. Cô gái này tên là Bạch Nhã, là em họ của Vương Đông Tuyết, cũng là người của thôn Liên Hoa, đi làm thuê bên ngoài mới về. Bạch Nhã lấy từ trong túi ra một món đồ thủ công tặng cho Tần Lâm, là một chiếc móc khóa cô ấy tự đan. Anh rể, lần đầu gặp anh em có món quà nhỏ, anh đừng chê nhé, là em tự tay làm đó. Tần Lâm ngây người, ấn tượng của anh đối với cô ấy cũng tốt lên. Cảm ơn em, anh rất thích. Nói xong liền cầm lấy móc chìa khóa mắc vào chùm chìa khóa của mình. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Bạch Nhã,
Tần Lâm lại nhớ đến Trần Khả Nhi. Cũng là đóng giả bạn trai, cũng là em gái vợ, mà nhìn Bạch Nhã dịu dàng hiền thục như thế nào, nhìn lại Trần Khả Nhi đúng thật là một con ma nữ. Trong lúc ăn cơm, nhìn Bạch Nhã rầu rĩ, Vương Đông Tuyết mới hỏi. Tiểu Nhã, sao thế, công việc có vấn đề gì sao? Bạch Nhã gật đầu, em bị đuổi việc rồi. Mọi người đều khựng lại, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Nhã nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chủ quản Tôn bị tát một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Cậu làm loạn à, dám đánh tôi, bảo vệ, còn ngây ra đấy làm gì? Bây giờ bảo vệ mới định thần lại, vội rút cây côn ra muốn đánh Tần Lâm. Nhưng cái tát của Tần Lâm đã phô ra hết sức mạnh của anh, lại thêm cơ thể khỏe mạnh của anh nữa nên đám bảo vệ cứ đứng mãi mà không ai dám ra tay. Chủ quản Tôn vô cùng tức giận, vô dụng, đúng là một lũ vô dụng. Chửi được hai câu, chủ quản Tôn lập tức bước nhanh vào trong tòa nhà. Tần Lâm nhìn bảo vệ một cái, lạnh lùng nói. Gọi người ra đây tiếp tôi. Bảo vệ hừ lạnh một cái, gọi người ra đây tiếp anh. Anh tưởng anh là ai? Hay là tôi gọi tổng giám đốc ra tiếp anh? Tần Lâm nói, được. Ha ha ha, bảo vệ cười phá lên, anh biết tấu hài thật đấy, tôi chưa thấy ai diễn đỉnh như anh đâu, còn gọi tổng giám đốc ra tiếp nữa chứ, vai vế anh lớn vậy cơ à? Thấy bảo vệ không gọi ai ra, Tần Lâm lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh đang họp ở công ty, điện thoại đột nhiên kêu lên, theo lẽ thường là cô ấy sẽ không nghe, nhưng nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Liễu Thanh Thanh ngây người, vội vàng bắt máy. Thấp giọng nói, alo. Tất cả các cổ đông trong công ty đều hoang mang, bình thường Liễu Thanh Thanh quản lý rất nghiêm ngặt, không ai được phép gọi điện thoại khi đang họp. Đến bản thân cô ấy cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay Liễu Thanh Thanh lại phá lệ, không biết là điện thoại của nhân vật quan trọng nào. Tần Lâm nói, tôi đang ở dưới lầu của công ty cô, tôi không lên trên được, hay là cô xuống đón tôi đi. Được. Nói xong, Liễu Thanh Thanh cúp máy, rảo bước ra ngoài, vừa mới đi được hai bước mới nhớ ra mình đang họp, quay lại nói với Phó Tổng Giám Đốc. Mọi người tiếp tục thảo luận đi, tôi đi ra ngoài một lát. Nói xong, Liễu Thanh Thanh mở cửa bước ra ngoài. Mọi người đều ngẩn cả người, chưa bao giờ thấy Liễu Thanh Thanh vội vàng như vậy, cho dù là lúc gặp mặt những ông lớn trên thế giới, thậm chí là lúc gặp lãnh đạo tỉnh cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ người dưới lầu là ông chủ tương lai? Bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ gọi điện thoại của Tần Lâm liền lập tức cười lạnh. Anh giả vờ giỏi thật đấy, ý của anh là vừa rồi anh gọi điện thoại cho tổng giám đốc của chúng tôi sao? Tần Lâm cười khẩy, sao nào, anh không tin? Ha ha, nếu tổng giám đốc của tôi xuống đây đón các anh, tôi sẽ quỳ xuống lại anh sát đất. Bảo vệ vừa nói xong, trong sảnh liền vang lên tiếng giày cao gót cộc cộc. Nghe tiếng giày cao gót dồn dập là biết người bên trong đang rất vội. Mấy giây sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Tần Lâm đúng là đang đứng trước cửa, Liễu Thanh Thanh liền nở một nụ cười hiếm thấy. Sao anh lại đến đây? Bảo vệ ngây ngốc. Chào, chào Tổng Giám Đốc Liễu. Tần Lâm cười nhạt, sau đó liếc bảo vệ một cái. Đây là Tổng Giám Đốc của các người đúng không? Sao còn chưa quỳ xuống? Liễu Thanh Thanh nghe vậy thấy có chút sai sai, liền chau mày lại hỏi. Sao thế, anh động vào cậu Tần sao? Bảo vệ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Tôi không cố ý, là tôi sai rồi, Tổng Giám Đốc Liễu tôi sai rồi. Liễu Thanh Thanh chau mày, người như anh không xứng đáng làm bảo vệ ở đây, đi lấy lương rồi cút đi mau. Sắc mặt bảo vệ đột nhiên xám lại như cho tàn, trong lòng vô cùng hối hận. Tần Lâm cũng chẳng thèm để ý, chỉ tay vào Bạch Nhã đang đứng bên cạnh rồi nói. Đây là em gái của một người bạn tôi, vốn làm ở công ty của cô nhưng bị đuổi việc rồi, tôi muốn đến tìm cô đi cửa sau. Liễu Thanh Thanh chau mày, bị đuổi việc, tại sao vậy? Bạch Nhã cúi đầu, nhìn thấy Tổng Giám Đốc có chút ngại ngùng. Bọn họ đổ oan cho tôi lấy trộm đồ, tôi là quản lý kho, tôi quản lý sản phẩm sao có thể lấy làm của riêng chứ? Liễu Thanh Thanh chau mày, cô ấy rất nhạy cảm về chuyện trộm đồ, nhất là nhân viên trong công ty trộm. Người này là bạn của Tần Lâm, chắc chắn không trộm, nếu như bị vu oan thì có nghĩa là người khác trộm. Liễu Thanh Thanh hỏi, cô nói cho tôi biết, là ai trộm? Bạch Nhã cắn răng, tôi không có chứng cứ. Tần Lâm vô vai cô ấy nói, không sao đâu, em cứ nói ra là được.
Bạch Nhã nhắm mắt nói, là, chủ quản Tôn, nhưng tôi không có chứng cứ, không biết tại sao camera lại bị hỏng hết. Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh trầm xuống, được, tôi biết rồi, cô đi với tôi. Liễu Thanh Thanh tức giận đùng đùng, đưa Bạch Nhã và Tần Lâm vào trong tòa nhà, đi thẳng tới phòng giám sát. Trong phòng giám sát là đội trưởng đội bảo vệ đội trưởng Trương, làm đội trưởng đội bảo vệ lương không hề thấp, một tháng cũng phải hơn 8.000 tệ. Những doanh nghiệp bên ngoài không nơi nào trả lương bảo vệ cao như vậy, thậm chí lương còn cao hơn nhiều cán bộ công chức khác ngoài kia. Lão Trương, tôi muốn xem camera phòng kho, 1 giờ chiều hôm qua. Lão Trương ngây người một chút, không ngờ Tổng Giám Đốc lại đích thân ra tay, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn xem camera ngày hôm qua. Lão Trương giả vờ kiểm tra, sau đó khó khăn lên tiếng. Tổng Giám Đốc Liễu, 1 giờ chiều hôm qua camera đang sửa, nên không quay hình được, hay là Tổng Giám Đốc xem thời gian khác được không? Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh lạnh lùng, sau đó nói. Đến phòng tài vụ lấy lương đi. Lão Trương ngây người, chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì, Tổng Giám Đốc Liễu, đuổi việc tôi sao? Bây giờ Lão Trương mới định thần lại, vội vàng lúng túng đứng lên, trán đổ mồ hôi lạnh. Công việc tốt như vậy, hắn phải bỏ không biết bao nhiêu công sức mới có được, trưởng đội bảo vệ là công việc vô cùng tốt, nếu để mất công việc này thì đúng là không gì có thể bù đắp được. Liễu Thanh Thanh nói, đuổi việc ông thì làm sao? Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Liễu Thanh Thanh, Lão Trương hoang mang, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Liễu, Tổng Giám Đốc Liễu, tôi sai rồi, tôi sẽ kiểm tra lại video ghi hình lại một lần nữa, chờ tôi một chút. Phong cách làm việc bá đạo của Liễu Thanh Thanh đã làm Lão Trương khuất phục. Camera hỏng rồi chứ gì, vậy anh cũng cuốn gói rời khỏi đây đi. Cho dù Lão Trương cũng có câu kết với chủ quản Tôn, nhưng không thể vì chút lợi lộc còn con mà làm mất việc được. Lão Trương nhanh chóng sửa lại hệ thống, tìm lại được một đoạn video đã bị xóa. Trong video, chủ quản Tôn lợi dụng khoảng thời gian Bạch Nhã giao ca, lấy đi mấy thùng mỹ phẩm bỏ vào trong cốp xe của mình, sau đó lặng lẽ rời đi. Lão Trương nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng lúng túng, không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh trầm xuống, mở loa thông báo rồi nói vào trong mic. Mọi người chú ý, tôi là Liễu Thanh Thanh. Tất cả chủ quản xuống phòng giám sát tầng 1 họp. Âm thanh truyền khắp cả công ty, mọi người đều ngây người, đến phòng giám sát để họp cái gì vậy? Mọi người đến phòng giám sát nhìn thấy Bạch Nhã đang ở bên trong. Chủ quản Tôn thấy vậy liền vội vàng bước tới. Ai cho các người vào đây? Lão Trương, có chuyện gì đấy, sao lại cho hai người này vào đây? Chuyện Tần Lâm tát cho bà ta một cái vẫn chưa tính sổ xong, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Chủ quản Tôn tức giận, bây giờ có nhiều người ở đây rồi, xem hai con chó này có dám dở thói ngang ngược với bà ta ở đây không? Liễu Thanh Thanh quay lại, lạnh lùng nhìn chủ quản Tôn, nói. Là tôi cho phép bọn họ vào. Chủ quản Tôn đang hung hăng lập tức im lặng, cố làm vẻ mặt cười thân thiện, hi hi, Tổng Giám Đốc Liễu cho phép bọn họ vào sao? Tổng Giám Đốc Liễu không biết rồi, cô Bạch Nhã này trộm đồ bị tôi phát hiện ra nên tôi mới đuổi việc. Nhưng mà cô ta không phục quay lại làm loạn, cho nên tôi mới không cho cô ta vào. Liễu Thanh Thanh nghe vậy, trên mặt lộ tia cười lạnh, đúng là ăn cắp còn la làng, xấu xa thì chớ còn hất nước bẩn vào người khác. Vậy sao, cô ấy trộm cái gì? Chủ quản Tôn hùng hồn nói, trộm sản phẩm của công ty, sản phẩm trong phòng kho, ít nhất cũng phải có giá trị 5 đến 60.000 đấy. Liễu Thanh Thanh nói, có chứng cứ không, camera có quay lại được không? Chủ quản Tôn đã sớm lường được chuyện này. Không quay lại được, nhưng cô ta là quản lý kho nên nắm được rất rõ góc chết của camera, muốn lấy trộm đồ thì cũng chẳng phải chuyện khó. Những đồng nghiệp khác cũng trợn trừng mắt, không ngờ quản lý kho lại ăn trộm, dám lấy của công làm của mình. Cô gái còn trẻ như vậy mà lại dám làm ra những việc thế này. Đúng đấy, có công việc đàng hoàng không muốn làm lại cứ muốn đi ăn trộm, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Liễu lại đối xử tệ với cô ta sao? Ra ngoài mà xem, lương của mỹ phẩm Tầng Vân cao như thế nào, đúng là người không biết điều, lương cao như vậy mà còn trộm cắp, cô không thấy có lỗi với Tổng Giám Đốc Liễu sao? Bạch Nhã vốn không có quyền cũng chẳng có thế, gặp chuyện như thế này đương nhiên bị tập thể công kích. Bạch Nhã rơi nước mắt lã chã, không phải tôi, không phải tôi. Bạch Nhã vừa nhỏ tuổi lại thật thà, đây là lần đầu tiên gặp tình huống như thế này. Đa số nhân viên công ty đều là nữ.
bọn họ cùng xúm lại mắng thì sức sát thương đúng là không thể lường trước được. Được rồi. Liễu Thanh Thanh hét lên, tất cả mọi người đều dừng lại. Chủ quản Tôn vẫn tỏ vẻ hung hăng giống như muốn hỏi tội. Liễu Thanh Thanh hỏi, chủ quản Tôn, nếu bà biết cô ấy trộm đò, vậy tại sao không báo cảnh sát? Trộm mấy chục nghìn tệ là đã có thể cấu thành tội phạm hình sự, theo lý mà nói thì nên báo cảnh sát bắt cô ấy lại. Vẻ mặt chủ quản Tôn tái đi, cố gắng giải thích. Ha ha, đều là người trong công ty, hơn nữa trước đây còn là đồng nghiệp, tôi cũng thấy đồng cảm với cô ta nên mới cho cô ta một cơ hội. Đương nhiên chủ quản Tôn không dám báo cảnh sát rồi, một khi cảnh sát vào cuộc thì sẽ nhanh chóng điều tra ra chân tướng, đến lúc đó người bị mất việc chẳng phải là bà ta sao. Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này chẳng qua chỉ là tổn thất 3 đến 50.000 vạn thôi, đối với doanh nghiệp số 1 cả nước thì chẳng là gì cả, chỉ cần giám đốc điều hành không biết thì chẳng có chuyện gì to tát cả. Liễu Thanh Thanh cười lạnh, nói. Chủ quản Tôn, vừa rồi tôi bảo lão Trương sửa camera rồi, chúng ta cùng nhau xem đi. Chủ quản Tôn biến sắc, sửa xong rồi. Chẳng phải bà ta đã hối lộ đội trưởng Trương rồi sao, thỉnh thoảng còn cho chút tiền nữa. Hai người đã cấu kết với nhau để mỗi lần tu sửa camera bà ta sẽ đi trộm đồ. Kết quả là camera đã được sửa rồi. Ánh mắt lão Trương tránh né, không dám nhìn thẳng chủ quản Tôn, muốn giữ bát cơm của mình đành phải bán đứng người khác. Trước mặt bao con người, màn hình hiện lên cảnh chủ quản Tôn lén lút lấy trộm sản phẩm để vào xe của mình, sau đó rời đi. Hành động vô cùng nhuần nhuyễn lưu loát, nhìn là biết đã người đã từng làm nhiều lần. Vẻ mặt chủ quản Tôn tái nhợt, không ngờ rằng chuyện này lại bị bại lộ. Tổng giám đốc Liễu, tôi sai rồi. Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy, là lần đầu tiên, xin tổng giám đốc Liễu tha cho tôi. Liễu Thanh Thanh cười lạnh, lần đầu, bà nghĩ tôi sẽ tin, bà cũng không cần nói với tôi làm gì, nói với cảnh sát đấy. Dứt lời, lão Trương gọi mấy người bảo vệ vào bắt chủ quản Tôn đi. Chờ chung hu uen chùm chùm chu uen.vn. Chủ quản Tôn liều mạng giãy giụa, lão Trương, ông cũng nhận không ít lợi lộc đâu, ông bán đứng tôi như vậy sao? Lão Trương làm ngơ như không có chuyện gì, vội vàng gọi người vào lôi bà ta ra ngoài. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh vô cùng u ám, liếc mắt qua tất cả các chủ quản ở đây, lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ mỹ phẩm tầng vân của chúng ta đã là doanh nghiệp lớn rồi, nhưng con sâu làm giàu nồi canh, bất cứ con sâu nào cũng không được đục khoét công ty của chúng ta. Một khi để tôi phát hiện ra chuyện này một lần nữa tôi sẽ nghiêm khắc xử lý, mong mọi người chú ý. Mấy người phụ nữ đều cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng nữa. Công ty lớn như thế này, mấy người làm chủ quản đương nhiên cũng chẳng trong sạch gì, chắc chắn cũng có người trộm đồ, có người hối lộ cửa sau, mặc dù Liễu Thanh Thanh không có thời gian quản lý nhưng một khi cô ấy để ý thì chắc chắn sẽ làm cho ra trò. Không ai muốn mình bị bắt quả tang nên sau này chắc chắn không dám làm loại chuyện này nữa. Bạch Nhã, cô tạm thời thay thế vị trí của chủ quản Tôn, mặc dù chưa đủ năng lực, nhưng tôi rất thích con người cô, tôi tin cô có thể đảm nhiệm phần công việc này. Bạch Nhã ngây người một lúc, vừa mừng vừa sợ. À, cảm ơn Tổng Giám Đốc Liễu. Bạch Nhã từ một quản lý kho bỗng trở thành chủ quản, đúng là một bước lên tiên mà. Bây giờ những đồng nghiệp trước đây hay châm chọc, mắng chửi Bạch Nhã đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Ai ngờ được một cô gái nông thôn lại có thể một bước lên mây như vậy chứ, bỗng trở thành chủ quản bộ phận, sau này bọn họ e là khó làm ăn rồi. Bạch Nhã nhậm chức, Liễu Thanh Thanh bảo mọi người trở về vị trí của mình, sau đó dẫn riêng Tần Lâm lên phòng làm việc của cô ấy, đóng cửa lại, cười hì hì hỏi. Lâu rồi không gặp, Tần Đại Sư. Tần Lâm cười lạnh, Tổng Giám Đốc Liễu. Cô trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng rồi đấy. Vừa rồi Liễu Thanh Thanh còn ra vẻ tổng tài bá đạo để giáo huấn người ta, vậy mà bây giờ lại đổi mặt cười ngay được, thái độ thay đổi nhanh thật. Liễu Thanh Thanh cười cười, hết cách rồi, tôi là bà chủ, nếu không nghiêm khắc thì sao bọn họ sợ tôi được. Tần Lâm bước lên, cũng chẳng hề khách khí, kéo tay Liễu Thanh Thanh lại bắt mạch. Hai người có động chạm da thịt, Liễu Thanh Thanh run lên, gò má ửng hồng. Nhưng nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình tĩnh. Tần Lâm bắt mạch một lúc rồi gật đầu. Cơ thể hồi phục tốt, gần đây có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Liễu Thanh Thanh nhìn thẳng Tần Lâm rồi nói. Không có chỗ nào khó chịu cả, nhưng mà, gần đây tôi thiếu bạn trai. Tần Lâm sững ra một lúc, sau đó nhìn Liễu Thanh Thanh một hồi lâu,
cảm thấy người phụ nữ này hôm nay nói chuyện có chút quyến rũ. Vài giây sau, Liễu Thanh Thanh chợt đỏ mặt. Anh đừng hiểu lầm, vừa hay tôi có chuyện cần nhờ. Tần Lâm nghe xong liền cười gượng. Ý gì đây, muốn tôi đóng giả bạn trai à? Liễu Thanh Thanh mỉm cười, anh thông minh thật đấy, sao biết hay vậy? Tần Lâm không nói nên lời, anh sắp trở thành bạn trai giả chuyên nghiệp luôn rồi, không chỉ giả bạn trai mà còn giả cả anh rể. Chuyện như thế này Tần Lâm làm cũng không hề ít, nói chuyên nghiệp cũng không hề quá chút nào. Tần Lâm liền nói, giả làm bạn trai của cô có chút áp lực nhỉ? Lúc trước giả làm bạn trai của người khác cũng chỉ là những gia đình bình thường, thậm chí là con nhà giàu thì cũng chỉ cỡ Trúc Linh Linh mà thôi, cũng không phải dạng siêu giàu gì cho cam. Nhưng Liễu Thanh Thanh thì khác, cô ấy là người giàu nhất cả nước, còn hơn cả giới siêu giàu. Giả làm bạn trai của cô ấy, đương nhiên áp lực cũng không hề nhỏ. Ánh mắt Liễu Thanh Thanh có chút né tránh, ngượng ngùng nói. Áp lực lớn cũng đành chịu thôi, tôi tìm người khác. Cũng không được, bởi vì tôi đã lỡ nói với gia đình anh chính là bạn trai của tôi. Tần Lâm bất lực lắc đầu, người phụ nữ này đã tính toán hết cả rồi. Được thôi, tôi sẽ ăn bám một hôm vậy, nhiệm vụ là gì thế? Khụ khụ, sắc mặt Liễu Thanh Thanh có hơi kỳ lạ, xấu hổ nói với Tần Lâm. Nhiệm vụ khá là gian nan, lần này chúng ta phải bàn chuyện hôn nhân. Tần Lâm sững sốt, bàn chuyện hôn nhân, ý gì đây chứ? Liễu Thanh Thanh nói, bởi vì trước đó tôi đã nói có bạn trai như anh, đương nhiên là bịa chuyện rồi, sau này gia đình hỏi tôi thế nào, tôi cũng nói rằng đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Vậy nên bọn họ mới muốn gặp bố mẹ của anh. Tần Lâm cau mày, bố mẹ tôi mất cả rồi, người thân cũng không còn, nếu muốn bàn chuyện hôn nhân thì tôi còn có gì hai? Tần Lâm không còn người nhà. Chú hai đi theo sư phụ cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới quay trở lại được, nếu như thật sự bàn chuyện kết hôn thì chỉ còn một mình dì hai mà thôi. Liễu Thanh Thanh nói, vậy phải làm phiền dì hai anh rồi. Liễu Thanh Thanh nói xong, Tần Lâm mới có phản ứng. Ý của cô là tôi sẽ giả làm bạn trai của cô, rồi còn phải dắt theo dì hai nữa sao? Mặt Liễu Thanh Thanh đầy sự áy náy, đúng vậy. Tần Lâm thật sự cạn lời. Trước đây anh đóng giả bạn trai cùng lắm cũng chỉ tự mình xử lý, không ngờ bây giờ còn phải dắt theo dì hai. Liễu Thanh Thanh bước đến chỗ Tần Lâm, nói với vẻ khẩn cầu. Tôi cũng bị ép buộc mới phải tìm đến anh đấy, anh giúp tôi lần này đi có được không? Tần Lâm không nói nên lời, được thôi, để tôi giúp. Đương nhiên không thể nào nói cho dì hai biết sự thật được, chỉ có thể nói với dì hai rằng anh đã có bạn gái mà thôi. Nhưng dì hai đã biết bạn gái của Tần Lâm là Tô Văn Kỳ rồi, vậy nên việc giải thích cũng sẽ khá rắc rối. Sau khi bàn bạc với Liễu Thanh Thanh xong, Tần Lâm mới quay lại nhà dì hai. Lâm Nguyệt Giao cũng vừa tan làm, cả nhà ba người đều đang ăn cơm. Tiểu Lâm đến đúng lúc lắm, lại đây ăn đi. Vâng, Tần Lâm cũng không giả vờ khách khí, anh coi bọn họ như người nhà thật sự vậy. Khi đang ăn, đột nhiên Tần Lâm lên tiếng, dì hai. Cháu có chuyện muốn nhờ vả ạ. Đường Mẫn nói, có gì đâu mà khách khí chứ, cứ nói đi. Lâm Nguyệt Giao liền nói đùa, không phải anh muốn nhờ mọi người đi bàn chuyện hôn nhân đấy chứ. Tần Lâm bỗng im lặng một hồi lâu. Sau đó, cả ba người bỗng dừng đũa lại, cảm thấy sững sốt. Thật sự em đã nói chúng rồi sao? Anh muốn kết hôn thật à? Đường Mẫn mỉm cười, thật ư, vậy thì tốt quá rồi, dì hai sẽ làm chủ cho cháu. Muốn gặp người thân rồi phải không, chúng ta phải đi chuẩn bị một chút, dù gì gia đình người ta cũng là minh tinh, vậy nên nhà chúng ta cũng không thể làm mất mặt được. Lâm Vũ cũng lên tiếng, đúng vậy, tuy điều kiện nhà chúng ta vẫn chấp nhận được, nhưng chắc chắn không thể so sánh với những ngôi sao lớn đó, vậy nên chúng ta phải dùng chút lòng để bày tỏ thành ý là được. Nhìn thấy cả hai đều hưng phấn như vậy, Tần Lâm liền ho khan mấy tiếng rồi nói. Dì hai, không phải Tô Văn Kỳ. Là người khác. Dì hai chợt dừng động tác lại, sau đó chau mày. Không phải Tô Văn Kỳ, cháu bị làm sao thế, cháu chia tay với Tô Văn Kỳ rồi sao? Chẳng phải cô ấy rất tốt đó ư? Lâm Nguyệt Giao cũng cạn lời, anh thật là, Tô Văn Kỳ là nữ thần của biết bao người chứ, đẹp như vậy sao anh lại chia tay? Tần Lâm cười gượng, nói. Thật ra, lần trước cháu chưa nói với mọi người, chuyện của cháu và Tô Văn Kỳ không phải là thật. Đó là sao tác, chúng cháu chỉ là bạn bè mà thôi. Đường Mẫn cau mày, bạn bè,
Sao tác, cháu không nói với dì hai, làm gì hai tốn công vui mừng như vậy, đến cả dì cháu cũng gạt sao? Dì hai, chẳng phải cháu đã có bạn gái mới rồi sao? Lần này lại là ai? Nói chắc chắn cho dì nghe. Thân phận của bạn gái cháu có hơi đặc biệt, cô ấy là... Tần Lâm vừa định nói, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đường Mẫn nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, đột nhiên sửng sốt khi nhìn thấy người ở bên ngoài. Chị ba, sao chị lại đến đây? Bên ngoài là một phụ nữ tên Cao Phương, là chị họ ba của Đường Mẫn, xét theo thân phận thì Tần Lâm phải gọi một tiếng, dì họ, nhưng để cho đơn giản nên cứ gọi thẳng dì ba là được. Cao Phương cười nói, đã lâu cũng không ghé nhà em chơi, nên mới muốn tới thăm thử. Đường Mẫn bĩu môi, nhưng vẫn nhiệt liệt chào đón bọn họ. Cao Phương này chính là chị họ của Đường Mẫn, lúc nhỏ thường hay chơi cùng nhau, sau này lớn lên thì nhà họ Đường trở thành gia tộc hàng đầu vì việc liên hôn với nhà họ Tần, đương nhiên thân phận nhị tiểu thư của Đường Mẫn cũng được tăng cao hơn nhiều so với lúc trước. Cao Phương vô cùng đố kỵ, cho nên nhiều năm như vậy vẫn rất ít khi liên lạc. Sau này nhà họ Tần bị diệt vong, nhà họ Đường cũng bị liên lụy. Thậm chí Đường Mẫn còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, cuộc sống của bà ấy ngày một khó khăn, lúc này Cao Phương mới bắt đầu liên lạc với Đường Mẫn, chính là để so sánh sự vượt trội hơn so với bà ấy. Gia đình Cao Phương vốn khá bình thường, nhưng con trai bà ta lại cưới con gái nhà giàu, vậy nên đã giúp cho điều kiện gia đình tăng lên ít nhiều, bây giờ bà ta đã có vốn liếng để khoe. Cao Phương vừa vào, nhìn thấy đồ đạc trong nhà liền nói. Nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn sống ở căn nhà tồi tàn này à, sao lại không đổi sang biệt thự đi? Đồ đạc nhà em đều đã cũ hết cả rồi, nên đổi mới hết cả đi, vậy thì mới khiến mọi thứ tốt lên được. Đường Mẫn trợn mắt, không nói nên lời, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Tụi em ở quen rồi, không muốn đổi, ha ha. Cao Phương cười nói, đây không phải là chuyện quen hay không quen, mấy thứ như nhà cửa phải càng lớn càng tốt. Hơn nữa còn phải thường xuyên sửa sang lại, nếu không thì cuộc sống cũng tệ quá rồi đó. Chẳng phải đã có nhiều người nói rồi sao, có người thì sinh sống, còn có người chỉ đang sinh tồn. Chẳng phải lúc trước em là thiên kim tiểu thư sao, bây giờ có sa sút, cũng không nên túng thiếu như vậy chứ. Cao Phương vừa mở miệng liền so sánh Đường Mẫn với quá khứ, lúc trước Đường Mẫn vô cùng cao sang, là nhị tiểu thư của nhà họ Đường, có tiền có quyền, sống một cuộc sống hết sức giàu có. Nhưng bây giờ chỉ có thể trở thành một người bình thường mà thôi, ngay cả nhà họ Đường cũng không chấp nhận bà ấy nữa, cả gia đình ba người lại sống trong một căn nhà nhỏ như vậy, cuộc sống thực sự rất bình thường. Đường Mẫn trợn mắt, tức giận nói. Đúng vậy, đương nhiên không thể so sánh được với chị ba, tụi em chỉ cần sống một cuộc sống như người bình thường là được rồi, xin giới thiệu một chút, đây là cháu ngoại của em, tên Tần Lâm. Tần Lâm lịch sự gọi một tiếng, dì ba, đây chính là kiềm chế, là sự có giáo dục. Cao Phương sững ra một lúc, đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Tần sao? Các người còn liên lạc à, em hai cũng lợi hại thật đấy, nếu như không vì gia đình bọn họ. À thôi bỏ đi. Người như Cao Phương cũng không thể nào hiểu được tình cảm người thân dành cho nhau, trong mắt bà ta chỉ thấy người có thể lợi dụng mới chính là người thân. Nếu như Tần Lâm làm liên lụy đến Cao Phương, khiến bà ta bị đuổi khỏi nhà họ Đường, thì bà ta sẽ không thèm liên lạc với anh nữa. Theo sau Cao Phương là hai người, một nam một nữ, cả hai đều còn khá trẻ, đến một lúc lâu nhưng bọn họ vẫn chưa hề lên tiếng, lúc này Cao Phương mới giới thiệu. Đây là Đình Đình, con dâu chị, Đình Đình, còn đây là dì hai. Đình Đình nhìn sang Đường Mẫn, khẽ gật đầu, xin chào. Tất cả mọi người đều nhíu mày, cô Đình Đình này không lịch sự chút nào. Đã nói đây là dì hai rồi, nhưng cô ta vẫn chỉ nói, xin chào, mà thôi. Tuy không có gì nhưng lại cho người ta cảm giác thiếu tôn trọng. Cao Phương cười nhạt, mọi người đừng xem là người ngoài, quy tắc của gia đình con dâu chỉ có hơi nghiêm, nếu không phải họ hàng thân thuộc thì sẽ không thể xưng hô vượt quá thân phận. Lâm Nguyệt Giao sững ra một lúc, có chút không kịp phản ứng. Tại sao? Cao Phương cười nói, con dâu nhà dì là con nhà giàu. Nếu như có ai đó lấy thân phận người thân để đi làm loạn thì sẽ gây ảnh hưởng lớn cho gia đình bên kia. Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, thật sự không nói nên lời, cô hỏi thêm một câu lại khiến cho Cao Phương tiếp tục giả vờ. Nhà giàu thì sao, có đến mức phải kiêu ngạo như thế không? Ngay cả bốn đại gia tộc lúc trước cũng không đến mức như vậy.
Cao Phương có hơi im lặng, sau đó cười nói. Các người đang bàn luận gì vậy? Lúc nãy chị vừa vào nghe thấy cũng khá náo nhiệt đó. Đường Mẫn liền nói, đang bàn chuyện hôn nhân của cháu trai em sẽ gặp mặt người thân nhà bên kia. Cao Phương nghe xong liền cảm thấy hứng thú. Ồ, muốn kết hôn rồi à? Điều kiện gia đình của người ta như thế nào? Con trai của Cao Phương đã lấy một tiểu thư nhà giàu, nên đương nhiên bà ta sẽ rất quan tâm đến chuyện này. Bà ta cảm thấy nếu kết hôn với phụ nữ có gia cảnh bình thường thì không có bản lĩnh. Đường Mẫn sững sờ, em cũng không biết nữa, chỉ vừa nói đến chuyện này, Tiểu Lâm, cháu mau nói xem, nhà bạn gái cháu làm gì thế? Tần Lâm suy nghĩ một hồi, nhưng không muốn nói. Dù gì Liễu Thanh Thanh cũng là người có tiếng tăm, nếu như để Cao Phương này đi ăn nói bậy bạ thì sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Gia đình bình thường mà thôi, cháu cũng không biết rõ lắm. Tần Lâm cũng không nói dối, anh thật sự không hề biết gia đình Liễu Thanh Thanh làm gì. Nhưng Liễu Thanh Thanh sớm trở thành một nữ doanh nhân có tiếng như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ của gia đình được. Không có một công ty trẻ hàng đầu nào lại xuất phát từ hai bàn tay trắng được, cái mà tiểu thuyết viết ra hơn 20 tuổi đã tay không kiếm tiền triệu, thực chất chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Ở độ tuổi của Liễu Thanh Thanh, chắc chắn đã có sự hậu thuẫn của gia đình từ lúc đầu. Điều kiện của gia đình Liễu Thanh Thanh đáng ra phải khá giả, nhưng cũng chỉ ở mức tốt, chắc phải kém hơn giới siêu giàu. Nhưng sau khi Liễu Thanh Thanh phát đạt, một bước lên mây, thì giờ đây đương nhiên nhà họ Liễu đã trở thành một gia tộc giàu có. Cao Phương lộ ra vẻ mặt bông đùa, gia đình bình thường không được đâu, bây giờ tìm đối tượng phải xứng đôi vừa lứa, nhưng là đàn ông thì phải tìm người có điều kiện một chút, vậy mới có thể bớt cố gắng mấy năm. Cháu xem con trai gì này, tìm được một người con dâu như Đình Đình, gia đình chúng ta bỗng đã trở thành nhà giàu rồi, lúc trước chúng ta cũng ở một căn nhà bình thường như thế này. Nhưng bây giờ đã ở biệt thự rồi, có đúng không? Đình Đình cười nhạt, ngồi trên ghế tỏ ra thái độ thiên kim tiểu thư của mình, mặt đầy giễu cợt. Cô ta nhìn về phía Tần Lâm bọn họ giống hệt như cách một con rồng nhìn đàn kiến vậy, vừa khinh thường vừa thương hại. Điều đó không có nghĩa gia đình giàu có là tốt, gia đình giàu có cũng có phiền não của bọn họ. Hơn nữa, không phải người đàn ông nào cũng có thể lấy được con gái nhà giàu. Mẹ à, mẹ không thể yêu cầu người khác làm theo yêu cầu của mình được. Cao Phương cười một cách thỏa mãn, cô con dâu này đúng là cho bà ta thể diện. Ha ha, Đình Đình nói đúng lắm, Tiểu Lâm à, dì cũng coi như là người lớn trong nhà, để dì giúp cháu qua cửa ải con dâu này nhé. Về phương diện này thì dì có kinh nghiệm hơn dì hay nhiều, nhưng dì nói trước nhé, nếu như điều kiện quá tệ thì cho dù có đẹp mấy dì cũng không nể mặt đâu đấy, hiểu chưa hả? Tần Lâm cau mày. Trong lòng thầm cười khẩy, bà là cái thá gì chứ? Nếu không phải dì hai giới thiệu, thì Tần Lâm căn bản cũng chẳng quen biết người này. Chỉ dựa vào bà ta mà cũng dám khoa tay múa chân vào chuyện của Tần Lâm à. Nhưng cũng tốt, người phụ nữ này lại luôn cho rằng mình lợi hại, Đình Đình này lại cảm thấy Tần Lâm có chút quen mắt, có lẽ đã từng thấy qua anh ở đâu đó, cô ta có thể được coi là con gái nhà giàu, nhưng không phải siêu giàu. Cao Phương này bốc phét như vậy. Thật khiến cho người ta cạn lời. Tần Lâm nói, cháu hiểu những gì dì nói, chắc điều kiện gia đình của bạn gái cháu cũng không tệ đâu. Cao Phương ngày càng hưng phấn, cứ phải muốn so sánh với Đường Mẫn. Được, nếu đã như vậy thì dì cũng sẽ đi gặp người lớn bên đó, để dì giúp cháu. Đường Mẫn chau mày, chị ba à, chị cũng đi sao? Không tốt lắm nhỉ, chị cũng đâu quen người ta. Cao Phương nói, có gì mà không tốt chứ? Chẳng phải chị cũng là người lớn trong nhà của Tần Lâm sao? Cũng không còn bao nhiêu người nữa, cả ba người chúng ta đi cũng được, coi như trịnh trọng một chút, em nói có đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Cao Phương, Tần Lâm chỉ đành cười nhạt. Nếu như dì đã muốn đi thì chúng ta đi chung. Đi cùng cũng không thành vấn đề, chỉ mong đừng dọa bà ta sợ chết khiếp là được. Buổi tối, ba người nhà Cao Phương tìm một khách sạn để ở lại. Vốn dĩ vẫn có thể ở được nhà dì hai có ba phòng ngủ và một phòng khách, trang trí vô cùng rộng rãi. Nhưng Lâu Đình Đình này lại nói chỗ ở quá nhỏ, duỗi còn không thẳng được chân, vậy nên cô ta mới muốn tìm một nơi khác lớn hơn. Lúc đi cô ta cũng bày ra vẻ mặt tiểu thư con nhà giàu, cuối cùng bọn họ cũng tìm được khách sạn để ở. Tối đó, Tần Lâm liên lạc với Liễu Thanh Thanh, phía Liễu Thanh Thanh cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón mọi người,
đó chính là một công ty nhỏ hợp tác với chúng tôi, họ Lâu. Họ Lâu. Tần Lâm cảm thấy khá thú vị, người có họ Lâu không nhiều, và Lâu Đình Đình này là một trong số đó. Đông Hải có bao nhiêu người họ Lâu chứ? Tần Lâm thản nhiên hỏi, anh muốn biết họ Lâu kia có phải bố của Lâu Đình Đình hay không? Liễu Thanh Thanh nói, nếu như có tiếng thì chỉ có một gia tộc mà thôi, đó là cấp dưới của tôi, cũng coi như là một nhà cung cấp. Ông ta vì biết chuyện này nên mới muốn nịnh hót tôi, nên mới đưa xe đến đón anh. Tần Lâm mỉm cười, được, tôi biết rồi, ngày mai tôi liên lạc với bọn họ là được. À đúng rồi, đây là lần đầu đến nhà cô, tôi có nên chuẩn bị quà cáp gì không? Liễu Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đã giúp anh chuẩn bị rồi, không cần anh phải bận tâm, ngày mai cứ tặng cho bà nội là được. Liễu Thanh Thanh cũng ngại nói ra, không phải sợ Tần Lâm tốn kém, mà là sợ anh không tặng nổi. Điều kiện của gia đình Liễu Thanh Thanh ở mức nào chứ? Đó chính là gia tộc giàu có nhất cả nước, có gì quý giá mà họ chưa từng thấy chứ? Cho dù Tần Lâm có mang đến món đồ vài trăm nghìn, e rằng bọn họ cũng không xem trọng. Vậy nên tốt nhất vẫn cứ để cho Liễu Thanh Thanh chuẩn bị, ít nhất cũng có thể lấy lòng được bà nội. Sau khi liên lạc xong, Tần Lâm mới hỏi dì Hai. Gia đình của Lâu Đình Đình đó kinh doanh mỹ phẩm đúng không? Dì Hai sững ra, hình như là vậy, tại sao cháu biết được? Ồ, không có gì, cháu đoán bừa thôi. Đường Mẫn cũng không quan tâm lắm, nhưng Lâm Nguyệt Giao lại có chút nhạy cảm, sau đó kéo tay Tần Lâm lại hỏi. Bạn gái lần này của anh là ai mà lại thần bí như vậy? Tần Lâm mỉm cười, ngày mai sẽ biết. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt nhìn anh, không nói thì thôi. Sáng hôm sau, dì Hai đã dậy sớm để trang điểm, dù sao cũng là nhà trai nên phải ăn mặc đẹp đẽ một chút mới được. Đây là cơ hội để ra mặt cho Tần Lâm, hơn nữa còn có chị ba đi theo, đương nhiên cũng phải nên trang điểm một chút. Sau khi Tần Lâm thức dậy, dì ba và những người khác đã có mặt đông đủ. Em Hai à, hôm nay mọi người định đi như thế nào, chắc không phải bắt taxi đó chứ? Đường Mẫn nói, lão Lâm nhà tụi em có xe, hay là đi xe lão Lâm nhé? Chiếc A8 của Lâm Vũ là một chiếc siêu xe, cũng coi như là hàng hiệu. Cao Phương liền nói, chị thấy chiếc xe của lão Lâm rồi, bên trên còn có chữ tập đoàn Mạnh Thị, vừa nhìn là biết xe của công ty, hơn nữa, chúng ta nhiều người như thế này cũng không ngồi được. Hay thế này đi. Chúng ta mượn chiếc Maybach của Đình Đình nhé. Lâu Đình Đình gật đầu, nhà con có hai chiếc Maybach, vừa hay đủ chỗ để chúng ta cùng ngồi, để con bảo tài xế lái đến. Nói xong, Lâu Đình Đình lấy điện thoại ra gọi. Alo, lão Trương, tôi muốn dùng chiếc xe của gia đình, hai chiếc Maybach đó. Cái gì, bố tôi lấy đi rồi sao? Ồ, vậy thôi nhé. Lâu Đình Đình cau mày, không được rồi, bố con lấy xe đi rồi. Có lẽ đi đón nhân vật quan trọng nào đó. Ngay khi Lâu Đình Đình nói xong, điện thoại của Tần Lâm bỗng vang lên. Alo, xin hỏi, là cậu Tần đúng không? Đúng vậy, ông là. Tôi là Lâu Chính Cương, là bạn của Liễu Thanh Thanh. Hôm nay tôi đặc biệt đến để đón cậu. Tôi đã dậy từ 6 giờ sáng nhưng vẫn không gọi cho cậu vì sợ phiền. Cho hỏi bây giờ cậu có tiện không, để tôi qua đó đón. Tần Lâm gật đầu, được, qua đây đi. Sau khi nói xong địa chỉ, anh liền cúp máy. Tần Lâm lộ ra chút vui vẻ, chắc Lâu Chính Cương này chính là bố của Lâu Đình Đình nhỉ. Lâu Đình Đình cũng thật là, chả trách lại nói bố đã dùng xe ở nhà rồi, hóa ra lại đích thân đến đây đón. Sau khi nghe Tần Lâm gọi điện xong, Lâu Đình Đình chợt cau mày. Ai thế, anh tìm xe đến đón anh à? Tần Lâm gật đầu, có người đến đón. Lâu Đình Đình có chút không vui, lái xe gì? Tần Lâm trả lời, không biết nữa, có lẽ là Maybach thì phải. Lâu Đình Đình cười chế nhạo, chắc anh không biết gì về Maybach đúng không? Maybach không phải một chiếc xe bình thường, ở Đông Hải này cũng chẳng có mấy chiếc, anh cho rằng chỉ một cuộc điện thoại là có thể gọi tới được à? Tần Lâm cười đáp, có gọi đến được hay không, cứ đợi lát nữa rồi hay. Lâu Đình Đình hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt. Hừm, Lâu Đình Đình coi thường loại người như vậy nhất. Không có bản lĩnh còn không biết khiêm tốn. Hầu hết đàn ông bình thường khi nghe thấy cô ta là người nhà họ Lâu, đều muốn quỳ xuống liếm láp. Tần Lâm này lại còn làm bộ làm tịch, tự cho mình thanh cao, có lẽ bạn gái của anh cũng chẳng phải gia đình có điều kiện gì. Cao Phương cười nói, con dâu à, cũng đừng đòi hỏi quá cao, bọn họ chỉ là gia đình bình thường mà thôi,
có thể môn đăng hộ đối là được rồi. Lâu Đình Đình cười nhạt, nhưng không nói gì, mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường. Mọi người đều xuống lầu để đợi xe, Lâu Đình Đình bày ra vẻ mặt không coi ai ra gì. Cũng không biết loại xe tồi tàn nào, sao phải để chúng ta đợi ở đây chứ? Lời nói của Lâu Đình Đình vô cùng chói tai, đến cả Lâm Nguyệt Giao cũng không chịu nổi. Không phải chỉ là phương tiện để đi lại thôi sao, có gì để thể hiện chứ, chẳng phải cô cũng không gọi được xe sao? Lâu Đình Đình lườm Lâm Nguyệt Giao một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đó là do bố tôi đã dùng xe lái đi rồi, bố tôi lái xe chắc chắn là để đi đón khách quý, đương nhiên sẽ không có thời gian cho mượn rồi, hừm. Ngay khi Lâu Đình Đình vừa nói xong, đột nhiên có một chiếc Maybach lái đến, đậu trước mặt mọi người. Nhìn thấy chiếc xe, Lâu Đình Đình sững sốt, đây chẳng phải là xe nhà con sao? Mọi người đều không ngờ rằng đây chính là xe của nhà Lâu Đình Đình. Nhìn thấy biển số xe, Lâu Đình Đình vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng đó lại là xe của nhà cô ta, chắc là bố cô ta còn dư chiếc này nên mới đến để đón cô ta. Nhưng Lâu Đình Đình cũng không nói cho bố cô ta biết địa điểm, sao ông ta có thể đến đây được. Một người đàn ông trung niên đầu hói mặc Âu phục bước xuống xe, hệt như dáng vẻ của một tài xế. Sau khi xuống xe, liền chạy đến một cách cung kính. Mặt Lâu Đình Đình lộ rõ vẻ vui mừng, bố, tại sao bố lại ở đây? Lâu Chính Cương sững ra một lúc, nhìn thấy Lâu Đình Đình liền chau mày. Tại sao con lại ở đây? Lâu Đình Đình hoàn toàn không nhận ra bố mình có gì đó kỳ lạ, liền nói, bố biết con muốn dùng xe nên mới đưa đến đây đúng không? Lâu Chính Cương cau mày, nói với vẻ tò mò. Con ăn nói bậy bạ gì thế? Ai rảnh mà lại cho con mượn xe chứ, đừng làm ồn nữa. Dứt lời, Lâu Chính Cương vội vàng nói với Tần Lâm, cậu chính là cậu Tần đúng không? Tôi là Lâu Chính Cương, cậu cứ gọi tôi Tiểu Lâu là được. Người đàn ông này có độ tuổi và ngoại hình khá tương đồng, vậy nên Lâu Chính Cương không thể nào nhầm được. Lâu Đình Đình ngây ngốc. Cậu Tần, Tiểu Lâu. Bố nói lại lần nữa xem, anh ta chỉ là một tên rẻ rách, tại sao bố lại tỏ ra tôn kính như vậy chứ? Sắc mặt Lâu Chính Cương thay đổi rõ rệt, hỗn láo. Nói xong, ông ta liền giơ tay lên tát về phía Lâu Đình Đình. Bốp, một tiếng, một bên mặt Lâu Đình Đình lập tức sưng lên. Lâu Đình Đình bị ăn một phát tát thì đưa ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố sao vậy, sao bố lại đánh con? Lâu Chính Cương nổi trận lôi đình, trợn to hai mắt, chỉ tay vào Lâu Đình Đình nói. Đừng có ở đây nói linh tinh nữa, bố đặc biệt đến đây để đón cậu Tần đấy, con mau cút về nhà đi. Lâu Chính Cương thật sự không nói nên lời, công ty nhỏ của ông ta đối với những người dân bình thường thì cũng có thể coi là giàu có. Nhưng trước những gia tộc quyền quý thực sự, thì ông ta chỉ là tép siêu mà thôi. Một câu nói của Liễu Thanh Thanh có thể quyết định sống chết của cả nhà bọn họ, cho nên đã bắt kịp lúc này thì ông ta tất nhiên phải nắm bắt cơ hội lấy lòng. Vốn muốn đến đây lấy lòng, nếu con nhóc này quấy phá thì Lâu Chính Cương sẽ tức chết mất. Lâu Đình Đình đờ đẫn. Cô ta thật sự không hiểu sao bố lại có thái độ tốt với tên họ Tần kia như vậy. Bố, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cao Phương cũng hoang mang hỏi. Đúng vậy, ông Thông gia, chuyện này là thế nào vậy? Lâu Chính Cương tỏ vẻ bất lực, không hiểu mấy người này xen vào chuyện này làm gì. Cậu Tần, sao cậu lại đi cùng bọn họ vậy? Đây là con gái tôi, do tôi không biết cách dạy dỗ, thật sự xin lỗi cậu. Lâu Chính Cương lễ phép nói. Tần Lâm cười nhạt, không có gì, tôi và con gái của ông là họ hàng. Lâu Chính Cương sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết. Thật sao, không ngờ tôi và cậu Tần còn là họ hàng với nhau đấy, chúng ta có duyên quá đi. Cao Phương giới thiệu ngắn gọn về mối quan hệ giữa bọn họ, mặc dù là họ hàng xa, nhưng Lâu Chính Cương hết sức vui mừng, có thể làm quen với cậu Tần đã tốt lắm rồi, cũng không cầu phải thành họ hàng gần. Ông Thông gia này, chúng tôi biết hôm nay Tiểu Lâm sẽ tới nhà bạn gái, nên đi cùng để kiểm duyệt điều kiện gia đình bên kia như thế nào. Nói tới đây, Lâu Chính Cương mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bộ dạng ngông cuồng tự cao tự đại của Lâu Đình Đình, Lâu Chính Cương lại muốn cho cô ta thêm một cái bạt tai nữa. Các người ngông cuồng quá đấy, các người mà cũng dám tự nhận là gia đình quyền thế à? Lâu Đình Đình, con tưởng có mấy đồng bạc đã thành thiên kim nhà giàu rồi à? Con có biết bạn gái của cậu Tần là ai không?
chính là Liễu Thanh Thanh của mỹ phẩm tầng vân đấy. Lâu Đình Đình đột nhiên trợn to mắt ngạc nhiên. Liễu Thanh Thanh, người giàu nhất nước. Cao Phương cũng đưa ra, không ngờ bạn gái của Tần Lâm lại là người giàu nhất nước. Chuyện này có khoác lác không vậy? Vốn nghĩ rằng kiếm được cô bạn gái có nhà, có xe, điều kiện gia đình khá giả là đã tốt lắm rồi. Dù thế nào cũng không thể tốt hơn Lâu Đình Đình được. Nhưng sự thật lại tát bốp vào mặt bọn họ. Bạn gái của người ta là Liễu Thanh Thanh. Thiên kim tiểu thư nhà quyền quý gì gì đó là cái thá gì so với Liễu Thanh Thanh chứ? Vả lại, Lâu Chính Cương cũng đặc biệt đến đây đón Tần Lâm, nói trắng ra, nhà họ Lâu bọn họ chỉ có tư cách bợ đít người ta mà thôi. Đường Mai, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Vũ cũng sững sờ. Đậu xanh rau má, anh họ, bạn gái anh là Liễu Thanh Thanh thật à? Nhà bọn họ cũng coi như là đã trải qua mọi sóng to gió lớn rồi, có gia tộc quyền quý nào mà chưa từng thấy cơ chứ? Trước kia, nhà họ Tần ở Đông Hải chính là đẳng cấp không ai bì nổi. Nhưng nhà họ Tần có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ trong Đông Hải mà thôi, còn Liễu Thanh Thanh là người giàu có nhất cả nước, địa vị hoàn toàn khác nhau. Lâm Nguyệt Giao bị sốc đến mức không thể nói nên lời, người anh họ này lợi hại quá đi, bạn gái toàn là những người có thân phận đặc biệt. Khi trước nhờ Tô Văn Kỳ đóng giả làm bạn gái đã khiến nhà bọn họ ngạc nhiên lắm rồi, dù gì thì bọn họ cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác lấy được đại minh tinh. Lần này thì hay rồi, Tần Lâm kiếm luôn một tỷ phú giàu nhất nước làm bạn gái, thực sự quá kinh ngạc. Cả nhà Cao Phương hết sức xấu hổ, lúc trước bọn họ còn chế nhạo người ta. Nói người ta không thể lấy được một cô vợ tốt, bla bla, rồi còn môn đăng hộ đối gì gì đó, cuối cùng thì sao, Tần Lâm lấy luôn người giàu có nhất. Còn nhà bọn họ, thậm chí còn không có tư cách nâng giày cho người ta. Lâu Chính Cương hung hăng trợn mắt nhìn con gái, rồi nói, không có chuyện gì, con đừng có lanh chanh xía vào nữa, con làm gì có tư cách kiểm duyệt, các con về nhà đi. Lâu Đình Đình không dám nói gì, chỉ đành gật đầu. Tần Lâm và cả nhà dì hai lên xe, Lâu Chính Cương lái xe đưa bọn họ đến nhà họ Liễu. Trên đường đi, gương mặt Đường Mai tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu Lâm này, người ta là nhà quyền quý thật sự, chút quà chúng ta chuẩn bị này có trông bùn xỉn quá không? Đường Mai và Lâm Vũ cũng có mua một chút quà gặp mặt, nhưng chỉ là mấy thứ đắt đỏ như rượu, thuốc lá, trà, v.v. Nếu là chuyến thăm bình thường thì không có vấn đề, mấy thứ này cũng khá cao cấp. Nhưng nếu là đến nhà Liễu Thanh Thanh gặp thông gia, thì lại trông hơi bủn xỉn. Dù gì thì họ cũng là đại gia giàu có nhất nước, có gì chưa thấy chứ? Tần Lâm cười nói, dì hai, dì cũng nói rồi mà, cô ấy là tỷ phú giàu có, thứ gì mà chẳng có. Có tấm lòng là được rồi, không cần phải tặng đồ quý giá quá đâu. Đường Mai gật đầu, đúng là vậy, bọn dì tặng đồ quý giá hay không cũng không quan trọng, nhưng còn cháu. Cháu chuẩn bị quà gì rồi? Cháu mới là nhân vật chính hôm nay nên không thể tặng qua loa được. Tần Lâm nói, dì hai yên tâm, cháu đã chuẩn bị một phần quà rồi. Tần Lâm cũng chuẩn bị một món quà, để xem nhà họ Liễu bọn họ có biết nhìn hàng hay không. Chẳng bao lâu đã đến nhà họ Liễu. Nhà của tỷ phú quả rất khác biệt, mặt ngoài cửa được trang trí cực kỳ xa hoa, giống như trạch viên ở cổ đại. Tổng thể trang trí trông rất khí thế. Nhưng không tạo cho người ta cảm giác quá xa hoa mà rất cao cấp và có gu, đồ vật bài trí trong sân cũng rất hợp phong thủy, tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Liễu Thanh Thanh ngồi trong phòng, cảm thấy hơi nôn nóng. Mẹ, con ra ngoài đón nhé. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh, nhíu mày nói. Đón cái gì, bọn họ lần đầu đến đây, phải áp đảo tinh thần họ đã. Liễu Thanh Thanh vô cùng cạn lời. Cô ấy cũng không hiểu vì sao lại cứ phải làm khó người ta. Mấy người Tần Lâm vào đến trong sân thì không thấy ai, bọn họ có chút lúng túng, đồ cầm trên tay cũng không biết nên đặt đâu. Tiểu Lâm này, sao không có ai đến đón chúng ta vậy? Hay đến nhầm nhà rồi? Tần Lâm nhíu mày, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói. 10 giây nữa nếu không có ai ra thì chúng ta sẽ đi. Cho dù nể mặt Liễu Thanh Thanh. Thì cũng không thể để dì hai chịu ấm ức. Từng giây trôi qua, 5 giây sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, Liễu Thanh Thanh không kìm được bước ra ngoài, vội vàng đi đến nhận quà trong tay dì hai, khách sáo nói. Chào dì, cháu là Liễu Thanh Thanh, dì khách sáo quá, dì đến là được rồi sao còn phải mua quà chứ? Đường Mai nhìn thấy Liễu Thanh Thanh thì hai mắt lập tức phát sáng, vô cùng yêu thích.
Cô gái này xinh đẹp quá, vừa xinh vừa hiểu chuyện. Cô gái Liễu Thanh Thanh này vừa xinh đẹp, có khí chất, vừa giàu có, lại chân thành không giả tạo, đã cho Đường Mai ấn tượng ban đầu rất tốt. Chỉ là người nhà cô ấy có vẻ không nhiệt tình lắm. Mình Liễu Thanh Thanh ra ngoài đón tiếp, một lúc lâu sau người nhà cô ấy mới từ trong nhà bước ra, ai ai cũng ăn mặc trang phục đẹp đẽ, trông rất giàu có. Tần Lâm giới thiệu từng thành viên trong nhà chú dì hai, Liễu Thanh Thanh cũng giới thiệu những người thân quan trọng như bố mẹ và bà nội. Mẹ của Liễu Thanh Thanh là Hoàng Yến đang ngồi trong sân nhìn những món đồ nhà dì hai đem đến, trên mặt lập tức tỏ ra khinh thường. Các người đúng là dân thường đến gặp thông gia nhỉ, cầm cái gì vậy? Thật là thú vị ha ha ha. Nụ cười của Hoàng Yến không hề thân thiện, còn có chút ý mỉa mai. Buổi gặp mặt mở đầu bằng một tràng cười chế nhạo, khiến cả nhà Đường Mai bẽ mặt. Vốn dĩ đến nhà giàu có như bọn họ đã mất tự nhiên lắm rồi, mà thái độ của người ta lại không thân thiện chút nào. Liễu Thanh Thanh trợn mắt với mẹ mình, vội vàng nói. Dì hai, chú hai đừng để ý, mẹ cháu chính là như vậy, khẩu xa tâm Phật. Cháu cũng không giả vờ giả vịt với chú gì làm gì, nhà bọn cháu không thiếu thứ gì, người đến là tốt lắm rồi, cháu rất thích quà của dì, cháu cảm ơn. Đường Mai gật đầu lia lịa, nhìn người ta là tỷ phú mà rất khiêm tốn, không hề ra vẻ, nếu cưới về nhà, thì chắc chắn sẽ là một vợ đảm mẹ hiền mẫu mực. Mặc dù bà không hài lòng với phụ huynh nhà cô ấy lắm, nhưng lại rất hài lòng với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh đột nhiên chạm vào tay Tần Lâm, nhìn anh tỏ ý xin lỗi. Tình hình trong nhà chính là như vậy, thực ra bọn họ không phải lúc nào cũng chèn ép người khác, chỉ là lần đầu gặp mặt muốn ra oai phủ đầu để sau này con gái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể thấu hiểu được tâm lý này của phụ huynh, Tần Lâm cũng chỉ có thể gật đầu nhẫn nhịn. Hoàng Yến nói, được rồi, con gái tôi nói đúng, nhà chúng tôi chẳng thiếu thứ gì, nên không bới móc các người, nhưng chàng trai này, cậu nên tặng một món quà ra hồn chứ. Tần Lâm còn chưa lên tiếng. Liễu Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, không biết từ lúc nào lấy ra một hộp trang sức ở sau lưng Tần Lâm đưa cho Hoàng Yến. Chuyện đăng trên app Realme và Finovel, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Mẹ, đây là trang sức Tần Lâm mua tặng mẹ, con chọn giúp anh ấy đó, mẹ xem đi. Mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu hồng. Vòng tay thường có màu xanh lục, càng xanh càng đẹp, càng đắt tiền, vì ngọc bích thường có màu này. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số ngọc bích mang màu sắc đặc biệt, màu sắc không đẹp thì sẽ rẻ hơn ngọc bích thông thường, nhưng nếu màu đẹp thì sẽ đắt hơn ngọc bích bình thường một chút. Ngọc bích màu hồng này chính là cực phẩm trong các màu ngọc bích. Để điêu khắc được một chiếc vòng tay ngọc bích màu hồng thường phải bỏ ra một cái giá khá đắt đỏ. Chiếc vòng này ít cũng phải hàng chục triệu. Món quà hơn chục triệu chắc chắn thể hiện được bản lĩnh rồi nhỉ. Hoàng Yến rất thích chiếc vòng tay này. Dù gì đây cũng là món quà Liễu Thanh Thanh chuẩn bị, cô đương nhiên là biết mẹ mình thích thứ gì. Nhận lấy chiếc vòng tay này, sắc mặt Hoàng Yến đã dịu đi ít nhiều, nhưng vẫn nói. Thứ đồ đắt tiền này được mua bằng tiền con gái tôi đúng không? Liễu Thanh Thanh đưa tay khẽ chạm vào mẹ mình, nói. Tần Lâm cũng rất giàu có, anh ấy là Tần Đại Sư, cao thủ y học. Hoàng Yến bĩu môi khinh thường, cao thủ y học thì sao, mấy năm nay? Tài năng có thể biến ra tiền mới là tài năng thực thụ, nếu không tặng quà còn phải dùng tiền của bạn gái, ha ha. Tần Lâm nghe vậy thì nhíu mày, Hoàng Yến nói năng hơi quá đáng rồi đó. Giả dụ anh và Liễu Thanh Thanh là một đôi thật và hai người đã bàn chuyện cưới gả, thì cũng không nên khinh thường người khác như vậy. Thấy Tần Lâm nhíu mày không nói gì, Hoàng Yến cười khinh bỉ, sao, không vui à? Cậu tự nói đi, món quà này do ai chuẩn bị, tôi muốn nghe sự thật. Tần Lâm nói, đúng vậy, món quà này quả thực không phải do cháu chuẩn bị món khác tặng cho gì. Hoàng Yến bĩu môi, thế à, vậy cậu lấy ra đây cho tôi mở rộng tầm mắt với. Tần Lâm lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, cũng là món đồ trang sức, nhưng chiếc hộp không đẹp bằng hộp đựng chiếc vòng hồng kia, trông khá bình thường. Nhận chiếc hộp từ tay Tần Lâm, khuôn mặt khinh khỉnh của Hoàng Yến sau khi mở ra thì càng thêm khinh thường. Chính là cái này. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ bằng kim loại, bên trên còn treo một tấm kim loại nhỏ, trên đó có khắc một dãy chữ số hỗn độn. Đây là cái gì? Là đồ bọn trẻ trâu đeo đấy à? Hoàng Yến cảm thấy vô cùng nực cười, bà cầm chiếc bật lửa có nam châm lên, cho lại gần, không ngờ lại hút được.
Hoàng Yến tức đến bật cười. Đây là cái gì? Sắt à? Ha ha ha, món quà cậu mua trên Shopee đấy à? Liễu Thanh Thanh cũng nhíu mày, Tần Lâm thật là, hoặc là đừng tặng, cô cũng đã chuẩn bị món quà đắt tiền rồi. Hoặc nếu tặng thì phải tặng món quà ra hồn một chút, dù sao Tần Lâm cũng là Tần Đại Sư, mặc dù không giàu có bằng Liễu Thanh Thanh, nhưng chắc cũng không nghèo, sao lại tặng món đồ chơi này chứ? Đường Mai cũng trợn mắt nhìn Tần Lâm, bà cạn lời rồi, anh tặng cái gì vậy, chiếc dây chuyền nát này nếu tặng cho đứa trẻ con thì nó cũng không muốn đeo ấy chứ. Tần Lâm sao vậy, sao lại trở nên bủn xỉn như thế? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng Tần Lâm lại vẫn rất bình tĩnh. Món đồ này tên là quân lệnh bài. Cơn tức giận của Hoàng Yến càng tăng lên. Quân lệnh bài, cậu coi tôi là gì, đứa trẻ 5 tuổi chắc. Tôi với cậu là người một nhà à, cậu tặng tôi món đồ này là muốn sỉ nhục tôi. Nói xong, Hoàng Yến ném chiếc quân lệnh bài xuống đất, mặt đỏ bừng bừng. Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh hơi lúng túng, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt gia đình lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Vốn dĩ Hoàng Yến đã vô cùng kén chọn, nhưng Tần Lâm lại tặng món quà không hợp ý bà, nên sự việc mới thành ra như này. Liễu Thanh Thanh nhặt quân lệnh bài lên nói. Món đồ này rất ngầu. Nếu mẹ không thích thì đưa cho con đi, nói xong, Liễu Thanh Thanh đeo nó lên cổ. Nếu là người khác, có lẽ Tần Lâm đã quay người rời đi rồi, tặng quà cho bà mà bà còn lắm chuyện. Nhưng thái độ của Liễu Thanh Thanh khiến Tần Lâm không nỡ bỏ đi, nếu đã quyết định giúp cô ấy rồi thì phải làm đến cùng. Quân lệnh bài này không phải thứ để gì vứt xuống đất được đâu. Tần Lâm đứng dậy, Tần Lâm lấy điện thoại bấm vào con số đầu tiên trên mặt quân lệnh bài. Mấy giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, tôi là Tần Lâm, nội dung trên quân lệnh bài, tập hợp ở bờ biển. Nói xong liền cúp máy. Sau đó, Tần Lâm nói với Hoàng Yến. Dì muốn xem món quà cháu tặng mà, đi đến bờ biển đi, chỗ này bé quá, không hạ cánh được. Nói xong, Tần Lâm dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác đều đưa ra, chỗ này còn nhỏ sao? Nhà của Liễu Thanh Thanh rộng số 1 số 2 cái tỉnh lỵ này mà còn nhỏ. Tần Lâm cố tình tỏ ra bí ẩn, khiến mọi người đều rất mông lung. Lẽ nào anh muốn tặng một món quà siêu to khổng lồ à? Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng không hiểu chuyện gì, chiếc quân lệnh bài này rốt cuộc là thứ gì? Liễu Thanh Thanh bất lực, chỉ có thể đi theo Tần Lâm, tất cả mọi người đều ra ngoài, lên xe, khởi hành đến bờ biển. Nơi đây rất gần bờ biển, rất nhanh đã tới một bãi cát rộng lớn. Đứng trên bãi cát, Hoàng Yến nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Họ Tần kia, đừng nói cậu kéo chúng tôi đến đây để ngắm cảnh đấy nhé. Tôi đã nhịn cậu lắm rồi đấy, nếu cậu không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, thì chuyện hôm nay của cậu và Thanh Thanh để hôm khác rồi nói chuyện. Sắc mặt Đường Mai hơi đổi, vội vàng nói. Bà Thông gia, hay chúng ta giải quyết chuyện của hai đứa nhỏ trước đi, dù sao hai đứa nó cũng tâm đầu ý hợp, chúng ta là người lớn không nên can thiệp quá nhiều, đúng không? Hoàng Yến lạnh lùng hừ một tiếng, từ xưa đến nên luôn coi trọng việc môn đăng hộ đối. Bà xem lại nhà các bà đi, đến nhà không có thành ý gì thì thôi, lại không có cả quà cáp, các bà như vậy làm sao tôi chấp nhận cho bọn chúng được chứ? Lời của Hoàng Yến khiến dì hai vô cùng lúng túng, những người khác của nhà họ Liễu cũng không tỏ ra thân thiện chút nào. Tên Tần Lâm này đúng là không ra gì, dù sao nhà bọn họ cũng là tỷ phú giàu có, sản nghiệp nhà họ Liễu rất lớn. Không giống với những gia tộc thông thường khác. Khi Tần Lâm đến, Hoàng Yến chỉ là muốn ra oai phủ đầu với anh mà thôi. Nếu ngoan ngoãn ngồi im, đừng cứng mồm cứng miệng, mẹ vợ nói gì nghe nấy là được rồi. Tên Tần Lâm này lại cứ muốn cứng đầu, dẫn bọn họ đến bờ biển này, cũng không biết là có ý gì. Tần Lâm quay đầu, liếc nhìn Hoàng Yến. Quà cáp đúng không, được. Tần Lâm vừa dứt lời, tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên từ trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chấm đen đang từ từ bay đến, đồng thời, bóng dáng của mấy con thuyền từ ngoài biển cũng từ từ đến gần. Khoảng 5-6 phút sau, mọi người cuối cùng đã nhìn thấy rõ những thứ đang đến. Trên bầu trời, 5 chiếc máy bay trực thăng dần dần đến gần. Những chiếc trực thăng xếp thành hàng từ từ bay đến, động tác chỉnh tề và đồng đều như một, giống như một màn trình diễn của quân đội vậy. Nhưng những chiếc trực thăng này không phải là trực thăng quân sự mà là trực thăng tư nhân. Đột nhiên, một người nhà họ Liễu kêu lên, đây là Bell 470.
Máy bay trực thăng tư nhân Bell 470 là loại máy bay tư nhân xa xỉ nhất, được bán với giá 200 triệu tệ trở lên. 5 chiếc trực thăng này giá trị lên tới hơn 1 tỷ tệ. Trên mỗi chiếc trực thăng có treo một bông hoa màu đỏ, trông giống như một món quà vậy. Ngoài 5 chiếc trực thăng này, dưới mặt đất còn có 10 chiếc du thuyền đang từ từ tiến tới, những chiếc du thuyền này chỉnh tề như một, bên trên còn có đèn chiếu sáng nhiều màu, trông rất vui tươi hớn hở. Bỗng nhiên lại có người hét lên. Hiệu cao cấp, là hiệu cao cấp. Mọi người trợn tròn mắt, điều này khoa trương quá đi. Hiệu cao cấp cơ à? Nếu nói 5 chiếc trực thăng vừa rồi chỉ là món khai vị, thì 10 chiếc du thuyền này mới chính là bữa tiệc thịnh soạn. Du thuyền hiệu cao cấp là du thuyền đắt đỏ nhất thế giới, mỗi chiếc có giá trên 4-5 tỷ, cực kỳ xa hoa, vô cùng an toàn, có thể nói là du thuyền xa xỉ hàng đầu thế giới. Trước mắt mọi người có tổng cộng 10 chiếc du thuyền hiệu cao cấp. Mấy phút sau, những chiếc du thuyền đã dừng bên bờ biển, xếp thành một hàng dài, mỗi chiếc được trang trí màu đỏ, trông giống như xe hoa vậy. Những chiếc trực thăng cũng đáp xuống bãi cát, xếp hàng ngay ngắn. Ngay sau đó, tất cả thuyền trưởng và cơ trưởng bước xuống và xếp hàng ngay ngắn. Một người mặc quân phục màu trắng của lính hải quân bước tới chào Tần Lâm. Cậu Tần, quân lệnh hiệu đã sẵn sàng, hãy đưa quân lệnh bài ra kiểm tra. Tần Lâm chỉ tay vào ngực Liễu Thanh Thanh. Quản gia của quân lệnh hiệu bước lên, cúi chào. Mong cô hãy xuất trình quân lệnh bài. Liễu Thanh Thanh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, cô nhanh chóng lấy quân lệnh bài đeo trên cổ đưa cho ông ấy. Quản gia lại cúi chào lần nữa. Cô Liễu, sau này cô sẽ là chủ nhiệm của quân lệnh hiệu, tôi là quản gia Cố Phi, cô có thể tùy ý sử dụng 5 trực thăng tư nhân Bell 470, 10 chiếc du thuyền hiệu cao cấp, chúc cô Liễu tân hôn vui vẻ. Nói xong, tất cả thuyền trưởng, cơ trưởng phía sau đều cung kính cúi chào. Chúc cô Liễu tân hôn vui vẻ. Sau đó, quản gia đưa cho Liễu Thanh Thanh một chiếc vali da nhỏ, trong đó là thông tin hợp đồng của các du thuyền, trực thăng, cùng danh sách nhân viên và thông tin liên lạc. Mời các vị lên trực thăng. Tần Lâm kéo tay Liễu Thanh Thanh đưa cô lên chiếc máy bay tư nhân kia, những người khác cũng lần lượt ngồi lên chiếc Bell 470 để cảm nhận cảm giác xa xỉ. 5 chiếc trực thăng khí thế hào hùng bay đến nhà họ Liễu, từng chiếc lần lượt đáp xuống sân nhà họ Liễu. Quả đúng là sân nhà bọn họ quá nhỏ, chỉ có thể đáp một chiếc máy bay tư nhân. Sau khi đưa tất cả mọi người trở về, máy bay mới rời đi. Từ giờ trở đi, những chiếc trực thăng và du thuyền này sẽ là đồ dùng cá nhân của Liễu Thanh Thanh, gọi đến lúc nào cũng được và có thể chỉ huy bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Sau khi xuống máy bay, tất cả mọi người đều há hốc mồm sững sờ. Những chiếc trực thăng và du thuyền vừa nãy cộng lại cũng phải lên tới 4-50 tỷ. Lễ gặp mặt 4-50 tỷ có đủ chưa? Dù cho Liễu Thanh Thanh có là tỷ phú giàu có nhất nước, giá trị con người lên đến mấy trăm tỷ. Nhưng bảo cô bỗng chốc bỏ ra 4-50 tỷ mua những thứ đồ xa xỉ này, thì e là cũng không thể. Nhưng Tần Lâm lại có thể tùy ý mua nhiều thứ đồ xa xỉ như vậy, không biết tài sản của anh có bao nhiêu tiền. Trước đây Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy Tần Lâm là một bác sĩ khá có tiếng, mặc dù không đến mức giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng chắc chắn không thiếu tiền. Nhưng giờ xem ra, Tần Lâm không chỉ không thiếu tiền, mà còn vô cùng giàu có, không chừng còn giàu hơn cả cô ấy. Sắc mặt mọi người đều trở nên lúng túng, không biết nói gì lúc này. Đột nhiên có mấy chiếc xe ô tô chạy tới đỗ ở ngoài cổng. Hai vệ sĩ đi ra mở cửa, một người phụ nữ bước xuống xe, thấy người phụ nữ này, tất cả mọi người đều đứng dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Liễu Thanh Thanh cũng sững sờ, vội vàng bước đến đón tiếp. Chủ tịch Hàn Niệm Anh, sao bà đến đây? Hàn Niệm Anh mỉm cười, bắt tay với Liễu Thanh Thanh. Hai người. Một người là tỷ phú giàu nhất trước đây, một người là tỷ phú giàu nhất đương thời, cả hai đều là những nữ doanh nhân hàng đầu Hoa Hạ. Hàn Niệm Anh nói, hôm nay tôi đến đây là để đại diện cho người nhà cậu Tần tặng quà cho cô. Nói xong, Hàn Niệm Anh vỗ tay, mấy người vệ sĩ lấy trên xe xuống các loại châu báu, đá quý, thỏi vàng, trang sức đắt tiền, xếp đầy khắp sân. Liễu Thanh Thanh cũng đơ luôn, Hàn Niệm Anh là người nhà của Tần Lâm à? Mối quan hệ của bọn họ là gì? Không chỉ vậy, Hàn Niệm Anh vừa hoàn tất việc dỡ hàng, thì ngoài cổng lại vang lên một tiếng còi xe. Lại có thêm một chiếc xe ô tô khác đi đến, người xuống xe chính là Mạnh Văn Cương. Lâu rồi không gặp, Tổng Giám Đốc Liễu.
hai người bắt tay, chào hỏi đơn giản, đều là doanh nhân ở Đông Hải, giữa bọn họ tất nhiên có giao lưu qua lại lẫn nhau. Mạnh Văn Cương nói, tôi thay mặt cho người nhà cậu Tần đến tặng quà. Cũng tương tự như vừa rồi, lại là một đống quà quý giá như tranh chữ, đồng hồ, vàng bạc châu báu. Sau khi tặng xong, Mạnh Văn Cương vội vàng bảo tài xế lái xe tránh ra để khỏi cản đường. Ngay sau đó, lãnh đạo Tôn, Điền Gia Ấn, Vương Kim Hải, Lôi Hồng, Đoàn Bảo Đông, Bùi Lương cũng đến. Ông trùm tất cả ngành nghề đều đến đây tặng quà, chất đầy cả sân, giống như triển lãm trang sức châu báu quý giá vậy. Hoàng Yến há hộc mồm, đây là đội hình gì vậy, xa xỉ quá rồi đi. Những doanh nhân lớn như Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương, Điền Gia Ân vốn cùng đẳng cấp với Liễu Thanh Thanh. Bọn họ mấy năm nay gần như đều thay nhau giữ danh tỷ phú giàu có nhất nước, sản phẩm ngành nào hot sẽ chiếm danh tỷ phú giàu nhất, vì thế bọn họ cơ bản đều cùng một đẳng cấp. Lãnh đạo Tôn và Vương Kim Hải thì càng không phải nói, hoàn toàn không cùng cấp bậc với nhau, chỉ có thể lấy lòng bọn họ. Đội hình trước mắt này thực sự đã nghiền nát hoàn toàn nhà họ Liễu. Lúc này, chút cảm giác ưu việt của Hoàng Yến đã hoàn toàn tiêu tan. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ bối cảnh của Tần Lâm lại mạnh như vậy. Liễu Thanh Thanh cũng không thể ngờ được, cô đứng bên cạnh Tần Lâm, lặng lẽ túm lấy eo anh. Anh còn có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết vậy? Tần Lâm nhếch miệng cười, cô hiểu tôi lắm à? Liễu Thanh Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Lâm, trong mắt dâng lên tia mong chờ. Tôi cần chậm chậm tìm hiểu anh. Tần Lâm hơi sửng sốt, chậm chậm, chậm đến khi nào? Liễu Thanh Thanh bất chợt nắm lấy tay Tần Lâm, hai gò má có chút ửng hồng, nhưng không hề cúi đầu mà đón nhận ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau. Cần một đời. Có thể nói, buổi gặp mặt thông gia hôm nay khá hoành tráng, quy tụ rất nhiều ông trùm như vậy đủ để làm chấn động cả nước. Liễu Thanh Thanh bận rộn tiếp khách, những người này vốn là doanh nhân từng hợp tác, nay lại là người nhà của Tần Lâm, cô ấy đương nhiên không dám lơ là. Mấy người Hà Niệm Anh cũng rất thoải mái, không hề tỏ vẻ, giống như gia đình bình thường đến gặp mặt thông gia vậy, say sưa uống rượu với bố mẹ và các chú của Liễu Thanh Thanh. Cảnh tượng hạnh phúc hòa thuận này thực sự khiến người ta cảm động. Tần Lâm thầm nghĩ, nếu người nhà họ Tần còn sống thì tốt biết mấy. Mọi người đều đang vui vẻ say sưa, Tần Lâm cầm một ly rượu lên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi uống cạn. Ly rượu này để cầu chúc cho người nhà họ Tần ở phương xa được yên nghỉ. Sau khi uống cạn ly rượu, một cơ thể mềm mại đột nhiên đến gần. Ánh mắt Liễu Thanh Thanh có chút làm nũng, dịu dàng nói. Một mình anh ở đây ngắm trăng, cũng không thèm đến giúp tôi tiếp khách, tôi bận muốn chết rồi đây. Giọng nói Liễu Thanh Thanh có chút nũng nịu, e là chưa ai được thấy dáng vẻ làm nũng của tỷ phú giàu nhất nước. Tần Lâm cười nói, không cần tiếp đón những người đó, để bọn họ tự uống là được. Liễu Thanh Thanh trợn mắt với anh, tức giận nói. Đó là bạn của anh, tất nhiên tôi phải tiếp đón cẩn thận rồi, tôi lịch sự là vì giữ thể diện cho anh. Tần Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Liễu Thanh Thanh, mỉm cười nói. Vậy chuyện của chúng ta được xem là, diễn giả thành thật à? Liễu Thanh Thanh sững sờ giây lát, rồi theo đã ôm lấy eo của Tần Lâm, áp chóp mũi mình vào mũi anh. Dịu dàng nói, anh là người đã cho em cuộc sống thứ hai, em bằng lòng dùng cả đời này để báo đáp anh bằng lòng không? Tần Lâm nâng cằm Liễu Thanh Thanh lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô và nói. Chỉ mong tim người giống tim ta, thà phụ trời xanh quyết không phụ nàng. Nói xong, Tần Lâm hôn lên môi Liễu Thanh Thanh. Thời gian dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Ngay cả bản thân Tần Lâm cũng không ngờ, mình và Liễu Thanh Thanh lại đến với nhau. Số lần bọn họ gặp nhau không nhiều, hơn nữa còn là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, ngoại hình và làn da của Liễu Thanh Thanh đều do Tần Lâm tạo ra. Nhưng chuyện tình cảm rất khó giải thích. Có thể là khoảng khắc xúc động vừa rồi đã quyết định bọn họ trở thành một đôi. Tần Lâm cũng cảm thấy rất kỳ diệu, có lẽ khi sắp xếp màn tặng quà hôm nay, anh đã có quyết định rồi. Sau khi uống say, Hoàng Yến nở nụ cười rạng rỡ kéo Tần Lâm đi giới thiệu. Con rể, để mẹ giới thiệu với con, người này là bác cả của Thanh Thanh, đây là chú của Thanh Thanh, sau này chúng ta đều là người một nhà, mọi người làm quen với nhau đi. Hoàng Yến hoàn toàn đổi xưng hô. Thái độ cũng thay đổi 180 độ so với lúc trước, nhiệt tình gọi Tần Lâm là con rể. Một lúc sau, Hoàng Yến nhìn đồng hồ, đột nhiên nói. Thanh Thanh,
sao em trai con vẫn chưa về vậy? Liễu Thanh Thanh cũng nhìn đồng hồ, đôi lông mày nhíu lại. Đáng lẽ phải về từ lâu rồi chứ, chẳng lẽ chuyến bay bị trì hoãn? Liễu Thanh Thanh lấy điện thoại ra, gọi cho công ty hàng không. Tôi là Liễu Thanh Thanh, hãy kiểm tra chuyến bay của em trai tôi. Liễu Thanh Thanh có thân phận đặc biệt, công ty hàng không đương nhiên sẽ dành cho cô ấy rất nhiều ưu đãi, việc kiểm tra chuyến bay của em trai cô hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy phút sau, công ty hàng không gọi lại. Liễu Thanh Thanh nghe máy một lúc, sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi. Mẹ, chuyến bay của em trai vẫn bình thường, nhưng em ấy không lên máy bay. Há, sao lại vậy, sao Tiểu Cường lại không lên máy bay? Chuyện lớn trong đời của chị nó mà nó lại không về. Liễu Thanh Thanh cũng hơi lo lắng, Liễu Tiểu Cường là em trai của cô, vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện giờ không có việc gì làm nên muốn đi vòng quanh thế giới thăm thú, xem muốn làm điều gì. Nhưng khi có đến thành phố Úc thì không về nữa, nói muốn tìm việc làm. Hôm nay Liễu Thanh Thanh gặp mặt gia đình nhà chồng, đây là chuyện lớn hàng đầu của nhà họ Liễu bọn họ, Liễu Tiểu Cường tất nhiên phải có mặt, và lại người không đứng đắn như Tiểu Cường còn có thể nhân cơ hội này để đòi lì xì của anh rể. Nhưng Liễu Tiểu Cường lại không lên máy bay, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Liễu Thanh Thanh gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đều không liên lạc được với Liễu Tiểu Cường, trong lòng cô đột nhiên hơi lo lắng. Chắc Tiểu Cường xảy ra chuyện rồi, chúng ta đến thành phố Úc một chuyến đi. Tần Lâm nhíu mày, đừng lo lắng, bảo Vương Kim Hải tìm người điều tra xem. Vương Kim Hải cũng đang có mặt ở đây, sau khi nghe xong liền rời đi gọi người điều tra. Mặc dù Liễu Tiểu Cường đã tắt máy rồi, nhưng định vị của quân đội rất chính xác, có thể xác định vị trí trong vòng 5 mét. Nếu không có Tần Lâm, dù cho Liễu Thanh Thanh có là tỷ phú thì cũng không thể dùng công nghệ cao như vậy. Khoảng 10 phút sau, đã định vị được điện thoại của Liễu Tiểu Cường. Địa điểm là một sòng bạc ở thành phố Magao, tôi nghĩ, có lẽ Liễu Tiểu Cường đang bị giam ở sòng bạc rồi. Vương Kim Hải nhíu mày, thành phố Magao khá là đặc biệt, cho dù là tôi muốn đi cứu người thì cũng khá phiền phức. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh hơi khó coi, không ngờ lại xảy ra chuyện như này, ngày thường, Liễu Tiểu Cường vẫn thường đi đánh bạc, nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Về lý mà nói, Liễu Tiểu Cường đáng nhẽ sẽ không gây ra chuyện gì lớn, cho dù có thua thì vẫn trả nổi tiền. Liễu Thanh Thanh vốn là người giàu nhất cả nước, hơn nữa nhà họ Liễu cũng có rất nhiều công ty, vậy nên tài sản của nhà họ Liễu bọn họ rất đồ sộ, cho dù Liễu Tiểu Cường phá của, thua nhiều tiền thì cũng không đến mức bị giam lại. Trừ phi là thắng nhiều quá. Ai cũng biết, đánh bài ở sòng bạc, thua thì thôi, nhưng nếu thắng quá nhiều thì không thể dễ dàng đem về. Liễu Thanh Thanh chuẩn bị đích thân đi một chuyến, nhưng bị Tần Lâm ngăn lại. Để anh đi, thành phố Magao khá phức tạp, cho dù em có đi thì cũng không làm được gì, không bằng để anh đi xem sao. Liễu Thanh Thanh lo lắng vô cùng, vậy anh cẩn thận nhé. Vương Kim Hải nghe thấy vậy, cười mấy tiếng. Tổng giám đốc Liễu đừng lo, với khả năng của cậu Tần, muốn xảy ra chuyện cũng khó lắm. Ngay cả đại tướng quân hàm năm sao Vương Kim Hải cũng nói vậy, Liễu Thanh Thanh cũng yên tâm hơn một chút. May mà quân lệnh Hiệu vẫn chưa đi xa, Liễu Thanh Thanh liền gọi một chiếc trực thăng quay lại, chở Tần Lâm lên đường. Trên đường đi, Vương Kim Hải gửi thông tin về sòng bạc cho Tần Lâm. Sòng bạc này không quá chính quy, dùng để lừa một số người ngoài vùng, con bạc ở thành phố Magao thường không đến đây chơi. Bởi vì chỗ này cũng không tốt đẹp gì, thắng thì dễ, nhưng thắng rồi mà muốn đem tiền về thì khó. Vậy nên sòng bạc này không có tiếng tăm mấy con bạc thường không chơi ở đây. Nhưng chỗ này cũng có ưu điểm, đó là tỷ lệ thắng rất cao. Trong tình huống thông thường, sòng bạc rất ít khi cho bạn thắng, dù là người chia bài hay là máy chơi thì thực ra đều có thể khống chế được, sòng bạc sẽ chỉ cho một số ít người thắng, hơn nữa ở những chỗ vô cùng rõ rệt để mọi người nhìn thấy, để mọi người biết đánh bạc ở chỗ họ vẫn có thể thắng. Còn những khi mọi người chen chúc đến thì thua nhiều vô cùng. Một số ít người thắng tiền đều đa phần đều từng thua. Đây chính là đạo lý thắng của sòng bạc. Cho dù biết kiếm tiền ở sòng bạc chắc chắn không ổn định, nhưng cũng có không ít người đổ xô vào, bởi vì bọn họ cảm thấy bản thân có thể làm một trong số ít người thắng kia. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã đến sòng bạc, anh bị chặn lại ở cổng. Bởi vì sòng bạc này khá đặc biệt, nên nhất định phải có người quen giới thiệu thì mới vào được. Thưa anh, chúng tôi không tiếp khách ngoài.
Tần Lâm nhíu mày nói. Tôi là người thân của Liễu Tiểu Cường. Hai bảo vệ ở trước cổng sững sờ, Liễu Tiểu Cường là khách hàng lớn nhất của bọn họ, bảo vệ cũng biết cậu ta, vừa nghe đến là người thân của Liễu Tiểu Cường, mấy người trố mắt nhìn nhau. Sau đó vội vàng lấy bộ đàm ra hỏi. Hỏi một hồi mới nói với Tần Lâm. Anh có thể đi vào rồi. Có giám đốc đích thân đưa Tần Lâm vào sòng bạc, bên trong trang hoàng vô cùng cao cấp, lúc nào cũng có mấy cô gái xinh đẹp mặc đồ cô gái thỏ đi tới đi lui, khiến cho người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Giám đốc đưa Tần Lâm quẹo trái quẹo phải, đến một phòng nghỉ VIP, bên trong có một cậu thanh niên nằm trên sofa, trông vô cùng buồn chán, xung quanh có hai tên vệ sĩ đang đứng nhìn, có vẻ như sợ cậu ta chạy mất. Liễu Tiểu Cường, người nhà của cậu đến rồi. Liễu Tiểu Cường bỏ chiếc mũ đang đắp trên mặt xuống, nhìn Tần Lâm, nhíu mày, mặt đầy dấu hỏi. Anh là ai? Tần Lâm nói, tôi là anh rể cậu. Anh rể, anh á. Liễu Tiểu Cường giờ mới hiểu, đây là bạn trai của chị mình, loại này à? Vốn cho rằng với nhan sắc và gu của chị mình, thể nào cũng chọn một người đàn ông cao to lực lưỡng. Tần Lâm này, cao cao gầy gầy, trông kiểu thư sinh trói gà không chặt, thực sự không phải loại mà cậu ta thích. Chị mình tìm đâu ra con gà gầy này vậy? Nhìn thấy Tần Lâm tay không mà tới, Liễu Tiểu Cường lập tức cạn lời. Anh không mang tiền đến à? Tần Lâm nói, có thẻ. Liễu Tiểu Cường cười khẩy, nếu như có thể quẹt thẻ thì tôi đã đi từ lâu rồi, bọn họ không cho quẹt thẻ. Ồ, Tần Lâm có hơi buồn bực, sao cái sòng bạc này lại không cho quẹt thẻ chứ? Vậy khách hàng thanh toán như thế nào, đâu có ai ra đường mang nhiều tiền mặt đến vậy đâu. Liễu Tiểu Cường nói, sòng bạc của bọn họ không cho quẹt thẻ, chỉ có thể trả tiền mặt, nếu như tiền mặt không đủ, có thể đi sang bên đó làm dịch vụ vay tiền, sau đó có thể dùng thẻ ngân hàng trả tiền. Tần Lâm nhíu mày, anh đã hiểu trò mèo của sòng bạc này rồi. Sòng bạc thắng nhiều thua ít, có nhiều khách hàng có thể thắng ở đây, có nghĩa là lợi nhuận ở đây thấp. Vậy nên bọn họ phải tìm cách khác để bù đắp lợi nhuận cho sòng bạc. Đó chính là cho vay nặng lãi. Không cho dùng thẻ ngân hàng là vì con bạc sẽ phải vay tiền, một khi ký hợp đồng vay tiền thì sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn nhiều số tiền có thể thắng được. Tần Lâm nói, cậu vay bao nhiêu tiền? Liễu Tiểu Cường thở dài bĩu môi, 300 triệu. 300 triệu. Tần Lâm có hơi cạn lời, đúng là thiếu gia nhà giàu, dám vay tận 300 triệu để đánh bạc, trình độ phá của tên này đúng là đứng đầu vũ trụ rồi. Khi hai người đang nói chuyện, một anh thanh niên đi đến, mỉm cười nói. Hai vị đã bàn luận xong chưa? Khoản vay 300 triệu đã có thể trả được chưa, hay vẫn muốn chơi thêm? Tần Lâm nói, có thể trả khoản vay bằng thẻ ngân hàng không? Giám đốc cười nói, có thể, trên hợp đồng của chúng tôi đã quy định, dùng thẻ ngân hàng để trả sẽ phải trả lãi 3 năm, cả gốc lẫn lãi tổng cộng 3 tỷ. Liễu Tiểu Cường đứng dậy, trợn mắt nói, mấy người quá đáng quá. 3 tỷ, lãi suất gì mà đến tận 3 tỷ, tôi mới vay có 3 ngày, lấy đâu ra lắm tiền lãi vậy? Giám đốc cười khẩy, cũng không thể trách chúng tôi được, khi cậu ký hợp đồng cậu đã thấy rồi, thứ cậu vay ở sòng bạc chúng tôi là chip đánh bạc. Trả đương nhiên cũng phải là chip đánh bạc, nếu như muốn quẹt thẻ thì phải trả lãi. Một là trả một chút lãi suất, hai là tiếp tục chơi, cậu chọn cái nào? Tần Lâm nghe thấy vậy, nhíu mày, sòng bạc ở thành phố Magao thường khá hợp lý, dù là thiếu gia nhà giàu hay là thường dân đến chơi đều khá ổn, nhưng sòng bạc này lại không biết lý lẽ đến vậy, đúng là làm ăn phi pháp mà. Tần Lâm có hơi tức, chúng tôi có thể trả lãi, nhưng phải tuân theo mức lãi suất thông thường. Mấy người tốt nhất đừng có ép người quá đáng. Giám đốc cười khẩy, tôi ép người. Đấy là do cậu ta tự mình mượn, liên quan gì đến tôi, vẫn là câu lúc nãy, một là trả lãi, hai là tiếp tục chơi, chọn một cái đi. Sắc mặt Tần Lâm lạnh lùng, được, nếu đã vậy, tôi chơi mấy ván. Tần Lâm nói xong, sắc mặt Liễu Tiểu Cường thay đổi. Ê, anh đừng tỏ vẻ. Bây giờ Liễu Tiểu Cường đã bị người ta chú ý rồi. Ở sòng bạc này dù cậu ta chơi cái gì thì đều bị nhắm vào, sòng bạc này nhiều cao thủ vô cùng, một khi bị nhắm vào, cơ bản không có cơ hội thắng. Cho dù là chơi máy chơi thì cũng sẽ bị người ta điều khiển từ xa, mấy khách hàng như bọn họ sẽ không thể nào phát hiện ra được. Giám đốc cười mỉm, được, vay bao nhiêu tiền? Tần Lâm nghĩ một lúc, 100.000 đi. Giám đốc cười khẩy trong lòng, thường người mới chơi khá bảo thủ, lúc đầu vay 100.000.
sau chẳng mấy chốc đã thua sạch, càng ngày càng vay nhiều, dần dần lãi lên đến con số vô cùng lớn. Hơn nữa bọn họ có thể dựa theo tiềm lực kinh tế của mỗi người để quyết định khoản nợ phải trả. Nếu như là người bình thường, bọn họ có thể giam lỏng, sau đó điều tra ra cảnh có mấy căn nhà, mấy chiếc xe. Sau đó dọa nạt một lúc, khiến khách hàng rơi vào tuyệt vọng, lúc này ông chủ đột nhiên xuất hiện nói, anh chỉ cần trả mấy trăm nghìn hay mấy triệu là được. Khách hàng nghe thấy vậy, lập tức bán nhà trả nợ, xong rồi khuynh ra bại sản mà ra đi. Đây là chiêu trò của mấy sòng bạc, bòn rút từng đồng từng cắc của khách hàng, khiến bọn họ sau khi ra khỏi đây đều trở thành mấy tên nghèo khổ. Liễu Tiểu Cường thì không như vậy, cậu ta là em trai của người giàu nhất cả nước, cậu ta thực sự có gia tài bạc tỷ, vậy nên có thể moi móc được tí nào của cậu ta thì cố gắng mà moi. Không thể lấy toàn bộ gia tài trăm tỷ của Liễu Thanh Thanh được nhưng mấy tỷ thì chắc không thành vấn đề. Giám đốc đưa Tần Lâm đi lấy chip đánh bạc trị giá 100.000, sau đó ký hợp đồng. Cũng giống với Liễu Tiểu Cường, Tần Lâm không thèm nhìn tờ hợp đồng này. Liễu Tiểu Cường nhíu mày, ê, sao anh không đọc hợp đồng vậy, nhỡ may bọn họ lừa anh thì sao? Liễu Tiểu Cường cũng được coi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, cậu ta bị lừa cho thảm như vậy, mặc dù khinh thường Tần Lâm, nhưng dù sao anh cũng là người yêu của chị mình, đừng để bị lừa đến mức thảm thương chứ. Tần Lâm cười, không sao, tôi sẽ không thua. Liễu Tiểu Cường bĩu môi, chém gió quá đà là chết đấy, còn bảo không thể thua, có 100.000, hai trận là thua hết sạch. Giám đốc cũng cười khinh khỉnh, nói với Tần Lâm. Vậy thì chúc anh thắng lớn. Tần Lâm cũng cười, vậy thì tôi xin nhận lời chúc này. Nói xong, Tần Lâm đi ra khỏi phòng nghỉ, Liễu Tiểu Cường cũng đi theo sau, mấy vệ sĩ không chặn lại, mà đi sau lưng bọn họ. Có bọn họ ở đây, tên Liễu Tiểu Cường này muốn chạy cũng không chạy được. Tần Lâm lấy ra chip đánh bạc trị giá 100.000, sau đó đi đến trước bàn đặt cược. Một cô gái xinh đẹp làm người chia bài sau lấy ra một chiếc cốc, cười nói với Tần Lâm. Người chia bài, dealer croupier, người Việt Nam thường gọi là người chia bài, là người được chỉ định hỗ trợ trên các bàn chơi tại casino. Nhiệm vụ chính của họ là chủ trì trò chơi và thanh toán cho người chơi. Anh có muốn chơi một ván không? Tần Lâm gật đầu. Cô gái bắt đầu sóc chiếc cốc, sau một loạt động tác uyển chuyển nhịp nhàng, chiếc cốc cũng được hạ xuống, cô ta nói với Tần Lâm. Anh có thể đặt tiền cược được rồi. Tần Lâm lấy chip đánh bạc trị giá 100.000 ra đặt ở trên ô vuông hình con báo. Liễu Tiểu Cường lập tức sững người, anh điên à, anh chỉ có 100.000, sao lại đặt hết vào ô con báo? Cái trò sóc cốc cược lớn nhỏ này là trò chơi khá kinh điển, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc là con báo, cũng có thể là cụ thể con báo số bao nhiêu. Con báo là từ để chỉ ba con xúc sắc có cùng số, ví dụ ba con ba, ba con bốn. Vậy nên người chơi cũng có đặt cược con báo của mình là ba con số nào. Nhưng người từng chơi đều biết, xác suất vào con báo rất thấp, tiền thắng cược lại vô cùng cao. Đa số người chơi đều chọn lớn hoặc nhỏ, thường thì không phải lớn thì sẽ là nhỏ, tỷ lệ thắng thua cơ bản gần như là 50-50. Tần Lâm có tổng cộng 100.000 chip đánh bạc, lại đặt hết vào đây, nếu như mà lần này thua thì hai bọn họ cũng hết lượt chơi. Khó khăn lắm mới gặp được cứu tinh. Kết quả lại chết yểu như vậy. Chị thật là, sao lại tìm một ông anh rể không đáng tin đến cứu mình vậy? Cô gái chia bài sững sờ, nhìn Tần Lâm, cười nói. Thưa anh có chắc không ạ? Tần Lâm nói, mở đi. Cô gái chia bài mở gốc, bên trong lộ ra ba con một. Liễu Tiểu Cường lập tức đập bàn. Mẹ kiếp! Sau khi hét lên một tiếng mẹ kiếp, không ít người cũng vây lại, nhìn thấy một mình Tần Lâm đứng trước bàn. Còn cược 100.000 vào con báo, hơn nữa còn trúng, điều này khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Tỷ lệ cược cho lớn hay nhỏ là 1:1, và tỷ lệ cược cho con báo là 1:33. Cũng có thể nói, 100.000 này của Tần Lâm lập tức biến thành 3.300.000. Giỏi quá đi mất, 1:33 mà cũng cược trúng, đúng là may thật. Cô gái chia bài cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ khách hàng lại cược trúng, có điều chỉ có hơn 3 triệu mà thôi. Đây là chuyện bình thường, có nhiều khách cũng cược trúng 3 triệu trong một lần. Cô gái chia bài đưa chip đánh bạc cho anh, tiếp tục lắc xúc sắc. Chiếc cốc lại được dừng lại, cô gái chia bài cười hỏi. Mời anh đặt cược. Lúc này trên bàn đã có không ít người qua đó đặt cược, nhiều người vốn đang chơi ở bàn khác, thấy bàn này có vẻ đông vui nên qua chơi cùng. Tôi cược lớn.
Tôi cược nhỏ. Đa số đều cược lớn hoặc nhỏ, hơn nữa số tiền bọn họ cược chỉ khoảng mấy nghìn, mấy trăm tệ mà thôi, rất ít người cược đến mấy chục nghìn. Cô gái chia bài nhìn Tần Lâm, đợi anh cược. Chỉ thấy Tần Lâm đẩy chip đánh bạc trước mặt mình lên. 3.300.000 cược tất vào con báo. Mọi người lập tức sững sờ. Đây là tình huống gì vậy, điên rồi à? Vừa nãy cược hết 100.000 vào con báo đã là kinh lắm rồi, không ngờ Tần Lâm lại làm vậy một lần nữa, hơn nữa lần này cũng cược hết. Đó là 3.300.000 đấy. Số tiền này có thể mua được 2-3 căn nhà ở một số thành phố rồi đấy. Vậy mà lại cược hết vào con báo có tỷ lệ thấp. Liễu Tiểu Cường nhíu mày, sắc mặt thay đổi, kéo Tần Lâm lại vội vàng nói. Anh điên à, sao mà chúng con báo liên tục được? 3.300.000 này của anh mà cứ cược vậy là đi tong đấy. Cho dù là loại con bạc có tiền như Liễu Tiểu Cường thì cũng cảm thấy thua từng nấy tiền thì cũng tiếc, mà cơ bản là vì Tần Lâm đang cược bừa. Mặc dù nói đánh bạc đa phần nhờ may rủi, nhưng cũng cần một số kỹ năng cơ bản, đâu ra lắm may mắn như vậy. Cô gái chia bài cười mỉm, vừa nãy thua hơn 3 triệu cũng hơi tiếc, nên lần này sợ Tần Lâm đổi ý, nên cô ta nói một câu mở xong, liền vội vàng mở chiếc cốc. Sau đó điều thần kỳ là, con số trên con xúc sắc là 3 con 6. Lại là con báo, lại trúng rồi. Tất cả mọi người đều xôn xao, bởi vì lần này thắng lớn quá. 3.300.000, đặt một ăn 33, thế là được 100 triệu rồi. 100.000 sau 2 trận đã thành 100 triệu. Mẹ kiếp đúng là vua cờ bạc mà. Liễu Tiểu Cường trợn tròn mắt, không ngờ được, 100.000 trong 5 phút ngắn ngủi lại trở thành 100 triệu. Anh rể giỏi quá. Khoản tiền cược ban đầu sau khi trở thành 100 triệu đã thu hút được không ít sự chú ý của mọi người, những con bạc xung quanh dần dần lại gần, ngay cả cô gái chia bài cũng trợn tròn mắt. 100 triệu đó. Lợi nhuận mỗi ngày của sòng bạc còn chưa được nhiều như vậy đâu, đặc biệt là mấy sòng bạc ít người biết đến, khách không nhiều, 100 triệu đúng là con số trên trời. Cô gái chia bài vội vàng dùng bộ đàm gọi giám đốc đến, những con bạc khác lập tức khó chịu. Làm gì vậy, mau đưa tiền đi, chẳng nhẽ sòng bạc lớn như vậy mà còn không đưa nổi 100 triệu à? Hay là trả không nổi? Đúng vậy, dám mở sòng bạc thì phải trả được tiền chứ. Mấy người chỉ biết ăn tiền mà không biết chi tiền đúng không? Mấy người mà như vậy thì chúng tôi cũng không chơi nữa, trả tiền. Trả 300.000 mà hôm nay tôi thua đi, nếu không trả tôi sẽ đập sòng bạc của mấy người. Đúng vậy, trả lại tôi 50.000 đi, trả đi. Hơn 1 triệu tháng trước của tôi, mấy người cũng trả đi. Mấy con bạc đều kích động, ai ai cũng tức giận. Bọn họ vốn thua tiền, tâm trạng đã không vui. Nhìn thấy người ta thắng mà sòng bạc lại không đưa liền lập tức nổi giận, một đám người đứng sau lưng Tần Lâm, tự động kết bè phái, hôm nay mà không đưa tiền cho Tần Lâm, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Cô gái chia bài hoảng hốt giải thích. Mọi người đợi một chút, chỗ của tôi không có nhiều chip đánh bạc đến vậy, tôi gọi giám đốc đến đưa. Chẳng mấy chốc, giám đốc đã đến. Lúc trước giám đốc gặp Tần Lâm, vốn không nghĩ mình sẽ phải ra đây gặp anh sớm đến vậy. Anh ta nghĩ Tần Lâm này chắc đánh một trận là thua hết 100.000. Kết quả không ngờ, mới được có 5 phút mà đã gây ra chuyện lớn đến vậy. Giám đốc nhìn bàn, đống chip đánh bạc trị giá hơn 3 triệu của Tần Lâm và 3 con xúc sắc bên trong cái cốc, sắc mặt lập tức khó coi. Tên nhãi này không ổn. Anh ta nhíu mày nhìn cô gái chia bài rồi hỏi, cô làm gì vậy? Cô gái chia bài nói nhỏ, giám đốc, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đi xuống đi, gọi chú Sương đến đây. Giám đốc nhíu mày bảo cô gái chia bài đi ra. Sau đó giám đốc gọi kế toán mang đến đống chip đánh bạc trị giá 100 triệu, đưa cho Tần Lâm. Đó là 10 chiếc chip đánh bạc trị giá 10 triệu. Tần Lâm nói, sao vậy, sao lại đuổi người chia bài đi? Không chơi nổi nữa à? Cô gái chia bài bị giám đốc đuổi đi, những người khác cũng cười bọn họ một cách giễu cợt, có thể ép sòng bạc đến mức này họ cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Giám đốc nói, cô gái chia bài tan ca rồi, hơn nữa cô ấy là người mới không hiểu chuyện, tôi sẽ gọi đến cho anh một người chia bài có kinh nghiệm. Nói xong, một ông lão đi đến. Ông ta trông có vẻ tầm 55-60 tuổi, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cơ thể rất mạnh khỏe. Bước đi đầy uy lực, hơn nữa vô cùng vững vàng, sau khi ngồi xuống thì cầm chiếc cốc lên, đôi tay già nua trông có vẻ rất linh hoạt.
Chú Sương. Có một số người hay đến đây thì biết chú Sương, ông ta là chỗ dựa vững chắc của sòng bạc. Người được gọi là chỗ dựa vững chắc chính là người chia bài có kỹ năng nhất ở sòng bạc. Cho dù là chơi bẩn hay phòng ngừa chơi bẩn thì đều phải nhờ vào ông ta. Nếu như thực sự có cao thủ chơi bẩn đến phá sòng bạc, thì phải nhờ chỗ dựa vững chắc này ra tay rồi, nếu không sòng bạc sẽ bị cướp hết tiền mất. Ông ta ra tay là đại diện cho trình độ cao nhất của sòng bạc, mấy tên lừa đảo bình thường không thể nào qua được mắt bọn họ. Sau khi chú Sương ngồi xuống, cầm cốc lên, kiểm tra xúc sắc, phát hiện ra không có vấn đề gì. Nhìn Tần Lâm một cái, hai tay cũng rất sạch sẽ. Bọn họ đều là những tay lừa đảo lão luyện, vừa nhìn liền biết đối phương có chơi bẩn hay không, dù sao cũng là người trong ngành, bọn họ làm gì thì đều biết rõ. Hai tay Tần Lâm rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết gì của việc chơi bẩn, có vẻ như hai lần vừa nãy là do may mắn. Cô gái chia bài bị đuổi đi mặc dù còn rất trẻ nhưng cũng từng được huấn luyện rất bài bản, nắm rõ mấy kiến thức căn bản của chiếc cốc, muốn lắc ra cái gì là có thể lắc ra cái đấy. Nếu như nhìn thấy người cược lớn hoặc nhỏ nhiều, cô ta có thể lắc ra con báo. Nhưng quan trọng phải là không có ai cược con báo. Nhưng vừa nãy Tần Lâm cược con báo hai lần liên tiếp, hơn nữa chỉ có một mình anh cược, lại còn cược rất lớn, người chia bài đâu có lý do gì để nhầm lẫn đâu. Lắc mấy số không phải con báo chẳng phải dễ vô cùng sao. Vậy nên chú Sương có hơi buồn bực. Cậu trai trẻ may mắn đấy, tôi chơi với cậu vài ván. Tần Lâm cười, được. Nói xong, chú Sương tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ra, đặt lên bàn. Tần Lâm hỏi, ông lão, đặt chiếc vòng tay này lên bàn là có ý gì vậy? Chú Sương sững sờ nói, không có ý gì cả, chỉ để may mắn thôi. Tần Lâm nói, ồ, tôi là bác sĩ đông y, thế thì tôi cũng lấy ra một vật lấy may nhé. Nói xong, Tần Lâm rút ra một cây kim bạc từ trong túi, cắm lên trên bàn. Những người đứng sau ôm miệng cười, người anh em này thế mà lại là bác sĩ đông y, thú vị thật. Chú Sương còn chưa nói gì đã lắc xúc sắc. Cậu nhóc, ván này chỉ có thể cược nhiều nhất là 10 triệu, chú ý nhé. Chú Sương sợ tên nhóc này cược 100 triệu, nhỡ may lại thắng thì đúng là xong đời. Tần Lâm cười, nếu đã vậy, tôi sẽ cược ít một chút. Chú Sương bắt đầu lắc xúc sắc, dù sao cũng là chỗ dựa vững chắc, vừa ra tay là biết không giống với người bình thường, tiếng lắc xúc sắc của chú Sương rất nhỏ, so với cô gái chia bài lúc nãy thì tao nhã, hơn nhiều. Sau khi lắc mấy lần, chiếc cốc được nhẹ nhàng đặt xuống, động tác nhẹ nhàng dịu dàng, chiếc xúc sắc cũng không hề bị rơi xuống, khiến cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt. Mời đặt cược. Lắc xong xúc sắc, hai tay chú Sương rời khỏi, lùi về sau hai bước, hai bàn tay mở ra đặt trước mặt Tần Lâm, thể hiện rằng ông ta sẽ không làm gì cả. Điều này khiến nhiều người tự tin, dù sao người như chú Sương mà đứng trước chiếc cốc, cũng không biết ông ta sẽ làm gì. Động tác của người chia bài khiến người ta vô cùng cảnh giác, tốt nhất là cách xa một chút, giống như ảo thuật ra vậy, khiến cho người khác thấy rõ tay họ là tốt nhất. Chú Sương nói xong, mọi người còn chưa cược, đợi Tần Lâm, xem vị thần thắng được 100 triệu trong hai ván lần này sẽ cược gì. Bởi vì giới hạn là 10 triệu nên Tần Lâm lấy ra một chip đánh bạc 10 triệu, đặt ở trước ô con báo. Mọi người lập tức xôn xao. Con báo, lại là con báo à? Thật hay giả ấy? Không thể nào ba lần liên tiếp đều là con báo được. Nhất định không thể nào, đây là chú Sương ấy, chú Sương sao có thể phạm một lỗi đơn giản thế này được? Thôi vậy, trận này tôi không theo đâu, tôi cược nhỏ. Tôi cược lớn, tôi cảm thấy lần này có thể là lớn. Tôi theo con báo, tôi cược 100 tệ. Xì. Mọi người rộn ràng đặt cược, trông có vẻ vô cùng sôi nổi, nhưng cuối cùng chẳng có mấy người cược con báo. Chú Sương cười khẩy, nhìn Tần Lâm nói, người trẻ tuổi, đúng là hiếu thắng mà. Nói xong liền mở chiếc cốc. Chú Sương vừa mở cốc ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt. Trong cốc chính là ba con sáu. Tại sao lại như vậy được? Chú Sương đã lăn lộn ở đây mấy chục năm rồi, vẫn chưa bao giờ bị thất thủ, nhưng hoàn toàn không thể nào ngờ được hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa còn là một cú cược lớn như vậy. Sắc mặt chú Sương tái nhợt. Rõ ràng ông ta lắc ra 1, 2, 3, tại sao lại thành 3 mặt 6 cơ chứ? Vừa rồi chú Sương đứng ở rất xa, cách vị trí cốc một khoảng nhất định, hai tay dang rộng trước mặt mọi người, vậy nên không thể nào có thể động tay động chân được.
nhưng vừa rồi chú Sương cũng đã tỉ mỉ quan sát Tần Lâm, anh vẫn bất động ngồi đó nghịch kim bạc. Nhưng kim bạc thì có tác dụng gì chứ? Kim bạc thường dùng trong châm cứu, chỉ đâm vào bàn rồi nghịch phu vơ cũng chẳng có tác dụng gì. Đây cũng không phải chơi bẩn. Chú Sương đã vào nghề nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta gặp trường hợp như thế này, thật sự cảm thấy khá khó nhằn. 10 triệu, một ăn 33, trong nháy mắt 300 triệu đã bay sạch. Chip đánh bạc trước mặt Tần Lâm lại tăng thêm, ngay lập tức từ 100 triệu lên 400 triệu. Tất cả các con bạc đều nhốn nháo lên, trước giờ bọn họ chưa hề nhìn thấy một canh bạc nào chơi tuyệt đến vậy, 100.000 sau 3 ván lại lên thành 400 triệu, ai dám tin chứ? Tay chú Sương toát đẫm mồ hôi, sau đó nhìn sang giám đốc bên cạnh, nhỏ giọng nói. Thất thủ rồi, có gì đó rất quái lạ, nhưng tôi lại không thể nhìn ra được, cậu đi kiểm tra camera giám sát thử đi. Giám đốc gật đầu, sau đó đưa hết số chip đã thắng cho Tần Lâm rồi mới rời khỏi. Liễu Tiểu Cường đứng phía sau vỗ đùi, ngầu quá đi anh ơi. 100.000 mà thắng tận 400 triệu, anh thật sự là người ngầu nhất rồi đấy. Cách xưng hô của Liễu Tiểu Cường cũng đã thay đổi từ, này, thành, anh, rồi. Tuy Liễu Tiểu Cường không mấy kinh ngạc về con số mấy trăm triệu, nhưng cái cảm giác thắng lớn trên bàn đánh bạc, từ 100.000 lên 400 triệu, thì chắc hẳn đây phải là một người đàn ông điêu luyện. Tần Lâm mỉm cười, tiếp tục. Chú Sương cầm xúc sắc lên, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, sau đó lập tức trà lên áo để lau, rồi mới bắt đầu lắc xúc sắc lần hai. Lần này chú Sương đã dùng hết sức lực, chiếc cốc như muốn bay lên không trung ở các góc độ khác nhau, thật khiến cho người ta hoa mắt. Sau đó, chú Sương đặt lại chiếc cốc lên bàn. Xin mời cược. Lần này chú Sương lại để hai tay lên bàn. Thay vì né tránh hiểm nghi như trước, lần này ông ta đặt hẳn hai tay lên bàn. Điều này có thể tránh được một số chiêu gian lận cao cấp. Vẫn như lần trước, Tần Lâm lấy ra con chip có mệnh giá cao nhất, 10 triệu, đặt ngay vào vị trí con báo. Mọi người ở sau lại tiếp tục nhốn nháo. Đây đúng là dân trong ngành mà. Quả thật là người trong ngành. Thật sự quá lợi hại rồi, lại thêm 10 triệu, lại đặt vào ô con báo. Ở sòng bạc này vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy qua việc đặt vào ô con báo liên tiếp 5-6 lần như vậy. Hơn nữa Tần Lâm còn đặt cược mệnh giá lớn nhất, một ván ăn 300 triệu. Nếu cứ liên tiếp thắng 300 triệu như vậy thì sòng bạc coi như xong đời rồi. Trên trán chú Sương toát mồ hôi lạnh, Tần Lâm đã đặt thêm 10 triệu nữa, nếu như lần này không có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ thắng thêm 300 triệu nữa. Chú Sương cũng không hề động tay chân gì vào chiếc cốc kia. Bởi vì động vào sẽ là chơi bẩn, nếu như đã chơi bẩn thì sẽ bị bắt. Lúc đó coi như danh tiếng của sòng bạc sẽ đi tong. Hơn nữa đối mặt với Tần Lâm, ông ta cũng không dám giở trò, người đàn ông này vẫn luôn cược vào con báo, vậy nên ông ta chỉ cần làm cho xúc sắc trong cốc không phải con báo là được. Điều này thực sự quá đơn giản, không xuất hiện con báo thì rất dễ để đáp ứng. Nhưng vừa rồi chú Sương cũng đã thất thủ. Rõ ràng là cố tình lắc ra 1-2-3, nào ngờ lại thành 3-6, thật quái lạ. Lần này chú Sương vẫn luôn để tay trên bàn, mặc dù Tần Lâm vẫn đang nghịch kim bạc, nhưng cũng không thấy có gì khác lạ, trên bàn cũng chẳng có thay đổi. Nếu như Tần Lâm dở trò thì phương thức này cũng đỉnh cao quá rồi. Lần này không ít người cũng đặt theo. Tần Lâm liên tục đặt vào ô con báo 4 lần, đằng sau cũng đã có người ghen tị nhìn chằm chằm, lần này anh lại tiếp tục đặt con báo, nhiều người cũng bắt trước đặt theo, chắc cũng phải ăn mấy trăm nghìn gì đó. Áp lực của chú Sương vô cùng lớn, sau đó cắn răng nói. 3-2. Cả đám đông nhốn nháo lên. Các con bạc trong sòng bạc đột nhiên hét lên, như thể đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng điên cuồng, ai nấy đều thắng được rất nhiều tiền, tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Sắc mặt chú Sương ngay lập tức tái mét. Làm sao như vậy được? Ông ta chắc chắn rằng không thể nào lắc ra con báo được, nhưng khi vừa mở ra lại là con báo. Mặt chú Sương xám xịt lại, mặt giám đốc cũng trông vô cùng khó coi. Từ trên lầu đi xuống, giám đốc cũng lắc đầu, camera từ các góc độ khác nhau đều không nhìn ra được Tần Lâm có bất kỳ động tác nào, anh chỉ chạm vào kim bạc mà thôi. Chú Sương nghiêng đầu, nói nhỏ với giám đốc. Cây kim bạc đó có vấn đề, mặc dù tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng không thể nào để cho cậu ta tiếp tục động vào cây kim bạc đó nữa. Giám đốc gật đầu. Sau đó bước đến chỗ Tần Lâm rồi nói. Thật xin lỗi,
anh nên rút cây kim bạc này ra. Tần Lâm sững ra một lúc, tại sao? Những người khác cũng không mấy vui vẻ. Đúng vậy, tại sao, không chịu thu đúng không? Vòng tay của chú Sương vẫn luôn được đặt trên bàn, tại sao kim bạc lại không? Nếu như thật sự gian lận thì để vòng tay lên bàn sẽ dễ dàng gian lận hơn, một cây kim bạc thì gian lận kiểu gì chứ, các người làm cho tôi xem thử đi. Tôi thấy có vẻ các người không chơi nổi nữa chứ gì, sòng bài lớn như thế này mà chơi không nổi, thật là buồn cười. Đám người bắt đầu la hét dồn dập, gây không ít áp lực cho giám đốc, nhưng anh ta vẫn cắn răng nói. Thật xin lỗi, cây kim bạc này đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các vị khách khác, xin vui lòng rút nó ra cho. Đám người phía sau vội vàng lên tiếng, không hề ảnh hưởng tí nào, anh ăn nói bậy bạ gì đó. Mặc kệ những người đó nói gì, giám đốc vẫn một mực yêu cầu Tần Lâm rút kim bạc ra. Tần Lâm cười nhạt, nếu đã như vậy thì lấy đi. Vì để công bằng, cho nên chú Sương cũng đã cất vòng tay của mình đi. Khi tháo chiếc vòng ra, chú Sương cũng đã nhanh chóng đổi xúc sắc, lần này nhất định phải dùng kỹ năng cao cấp, nếu cứ để thua nữa thì sòng bạc sẽ phải đóng cửa mất. Đột nhiên, Liễu Tiểu Cường vỗ vai Tần Lâm, sau đó nói nhỏ. Cẩn thận một chút, bọn họ ra tay rồi. Liễu Tiểu Cường cũng đã trải qua điều này, vậy nên cậu ta mới biết được khi chú Sương tháo vòng đã nhân cơ hội đổi thành xúc sắc điện tử. Cậu ta thua là vì thế. Tần Lâm cười nói. Không sao. Cho dù không có kim bạc thì Tần Lâm vẫn còn cách khác. Cách thức của Tần Lâm vượt trội hơn hẳn so với mấy cái trò gian lận cũ rích kia. Lại thua thêm 300 triệu nữa, giám đốc cũng cảm thấy lo lắng rồi, đây là cơ hội cuối cùng, đã vượt quá 1 tỷ rồi, nếu thua thêm một ván nữa, e rằng phải báo ngay cho ông chủ thôi. Chú Sương hít sâu một hơi, nhưng lần này lại không cảm thấy quá áp lực. Vì là xúc sắc điện tử nên ông ta cũng không cần dùng thủ đoạn gì quá đặc biệt, chỉ cần biết che mắt một chút, đừng để mọi người nhìn thấy là được. Chú Sương cầm chiếc cốc lên và bắt đầu lắc. Âm thanh của xúc sắc có hơi khác so với lúc trước, nhưng may là chú Sương đã sớm có chuẩn bị, mấy lần trước ông ta đã lắc nhiều cách khác nhau, vậy nên âm thanh đương nhiên cũng không tương đồng, dẫn đến lần này mọi người sẽ không thể nhận ra được có gì đó khác lạ. Vài giây sau, chú Sương đặt chiếc cốc xuống, lần này vô cùng tự tin, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói với Tần Lâm. Xin mời đặt. Lần này Tần Lâm lại không hề quan tâm việc đặt vào ô nào. Bởi vì xúc sắc điện tử có thể điều khiển từ xa ra bất kỳ con số nào, cho dù ông ta không chạm vào cốc cũng có thể thay đổi các mặt số trên xúc sắc. Tần Lâm vẫn y như lúc đầu, lại đặt 10 triệu vào ô con báo. Những con bạc sau lưng anh lại tiếp tục nhốn nháo đặt theo. Lần này, ngoài Tần Lâm ra thì còn có một vài người nữa đặt 1 triệu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sòng bạc của bọn họ sẽ phá sản mất. 1 tháng 33 Hai người là thắng 66, ở đây có rất nhiều người đều đặt theo Tần Lâm, thực sự bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra điều này. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã đặt xong, những người khác góp vui cũng đang hết sức phấn khích. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt, không biết liệu Tần Lâm có thể tạo ra kỳ tích gì không. Chú Sương cầm cốc lên, đột nhiên nháy mắt về phía camera, sau đó ông ta mở cốc ra, rồi ngay lập tức đập bàn. Việc đập bàn như vậy sẽ khiến cho mọi người chú ý tới. Và lúc này nhân viên ở phía sau dùng điều khiển từ xa để điều khiển xúc sắc, khi xúc sắc bị xoay sẽ phát ra một âm thanh nhỏ, chú Sương làm như vậy cốt ý là để che đi âm thanh này. Xong, điều mà chú Sương không thể ngờ tới ngay lúc đập bàn, đó là Tần Lâm cũng đập bàn theo. Hai người đều đập không quá lớn, đập một phát vô cùng nhanh, chỉ giống như người đang tức giận đập bàn một cái để xả giận mà thôi. Hệt như cái kiểu mắng vài câu để xả xui vậy. Chú Sương cũng không nghĩ nhiều, Tần Lâm đập bàn thì sao chứ? Mở. Chú Sương sợ sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng mở cốc. Nhưng khi vừa mở ra thì tất cả đều trở nên nháo nhào. Ba mặt năm. Lại là con báo. Tất cả mọi người đều sôi sục, hò hét và cổ vũ, bọn họ đã lấy lại được những gì đã mất trước đó. Điều này thật tuyệt vời, lại thắng vào ô con báo liên tiếp 5 lần. Cho dù chú Sương đích thân ra tay cũng không thể nào ngăn chặn được Tần Lâm. Nhìn thấy lại là một con báo, Liễu Tiểu Cường đột nhiên hét to lên. Anh rể thật tuyệt, anh rể là ngầu nhất. Mấy ván liên tiếp như vậy, rốt cuộc Liễu Tiểu Cường đã bị Tần Lâm thuyết phục rồi.
Vốn dĩ muốn chinh phục được một người em vợ như cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao Liễu Tiểu Cường cũng là phú nhị đại, từ nhỏ điều kiện gia đình đã vô cùng tốt, bây giờ chị gái còn là người giàu nhất cả nước, đương nhiên trong lòng cậu ta vẫn biết được mình có địa vị rất cao, những con cóc bình thường căn bản không thể nào xứng với chị của cậu ta dược. Hai chân chú Sương mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt xám xịt lại. Xong rồi, gặp thứ dữ rồi. Một ván thắng 300 triệu, ai có thể chịu nổi chứ? Hơn nữa không chỉ 300 triệu, mà Tần Lâm còn thắng thêm mỗi ván 300 triệu nữa, đương nhiên những con bạc khác cũng thắng theo, mỗi lần bọn họ đều là một ăn 33 nên lúc này con số đã lên vô cùng lớn. Chỉ mất vài lần, mỗi người bọn họ đều đặt một thắng 300 triệu. Giám đốc hết sức hoảng sợ, sau đó đi xuống lầu, nói nhỏ với Tần Lâm. Thưa anh, chúng ta vào phòng nói chuyện nhé. Tần Lâm cười nhạt, không có hứng thú, hôm nay tôi đang may mắn, tôi muốn chơi thêm vài ván nữa. Tần Lâm vừa nói xong, sắc mặt giám đốc liền sa sầm lại. Mẹ kiếp, có phải may mắn thật không? 10 người đều có thể nhìn ra được anh đang dở trò, chỉ là không thể nào bắt được mà thôi. Người của bọn họ lắc xúc xắc, thậm chí còn dùng cả xúc xắc điện tử, nhưng Tần Lâm lại cứ ngồi đó, vẫn có thể kiểm soát được con số của xúc xắc trong cốc. Vậy thì có phải quá lợi hại không đây? Giám đốc cười lạnh, nói với vẻ đe dọa. Anh Tần, chúng ta vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi đi, anh đừng làm khó cho mấy nhân viên bảo vệ ở đây nữa. Vừa dứt lời, Liễu Tiểu Cường lập tức nổi giận. Sao nào, người khác thắng tiền lại đòi ra tay à? Sao lúc thua mấy người không thèm quan tâm đi, thắng rồi lại muốn giở trò à? Có phải không có tiền mở nổi sòng bạc rồi không? Mẹ kiếp! Liễu Tiểu Cường vốn là công tử bột, có khi nào cậu ta ngán mấy việc như thế này đâu. Vừa dứt lời, các con bạc khác đều hét lên. Sao thế, hôm nay tôi xem ai dám động vào vị đại ca này. Đúng vậy, để xem bảo vệ của các người đông hay chúng tôi đông, nếu chơi không nổi thì mở sòng bạc làm cái mẹ gì chứ, mau đưa tiền ra đây. Hôm nay các người coi như xong rồi, có ngon thì gọi người đến đây, chúng ta cùng nhau liều một phen. Những con bạc này đã gặt được trái ngọt, bọn họ thắng được nhiều tiền như vậy thì hôm nay nhất định phải đem đi được, nếu không bọn họ cũng sẽ liều mạng ở đây. Một khi hàng trăm con bạc này bắt đầu ra tay, sòng bạc này chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Tần Lâm cười khẩy, nhìn thấy chưa hả, tôi còn chưa thắng đủ, chỉ vừa mới bằng tiền nợ của em vợ tôi mà thôi, bây giờ mới là lúc tôi thắng, tiếp tục đi. Nói xong, Tần Lâm tiếp tục đặt vào ô con báo. Cả hai tay chú Sương đều run lên bần bật, cho dù có làm gì đi nữa, một khi mở cốc ra thì vẫn là con báo. Chuyện này thật là quái lạ, trước giờ ông ta chưa từng nhìn thấy qua kỹ năng đánh bạc cao siêu đến như vậy. Liễu Tiểu Cường vô cùng phấn khích, mau lắc đi, có phải không chịu nổi nữa rồi không, sòng bạc lớn như thế này lại chơi không nổi sao, nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì làm sao các người kinh doanh được nữa đây. Mau lên! Dưới sự thúc giục của mọi người. Chú Sương cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục lắc xúc xắc mà thôi. Giám đốc nhanh chóng gọi điện cho ông chủ là một người họ Diêu, tên Diêu Tinh Huy, là một nhân vật vô cùng quyền lực ở thành phố Ma Gao. Ông chủ Diêu, sòng bạc xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh hổn hển của phụ nữ, Diêu Tinh Huy cũng có chút bực mình. Sòng bạc xảy ra chuyện gì? Ông chủ Diêu, có một người đàn ông đến đây thắng tận mấy trăm triệu. Nếu như sếp không đến đây, e rằng anh ta sẽ thắng vài tỷ mất. Cái gì, thắng mấy trăm triệu, lão Sương đâu, lão Sương làm trò gì thế? Lão Sương có ra tay rồi nhưng vẫn vô dụng, cách thức của đối phương vô cùng thông minh, căn bản không thể nào nhìn ra gian lận được, xúc sắc điện tử của chúng ta cũng không thể dùng được. Siêu Tinh Huy cảm thấy có gì đó không ổn, đợi tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.